Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 1451, thất phẩm 2. Trương Dương nói, không đơn giản như vậy đâu, cho dù tất cả thuận lợi thì ông vẫn phải uống thuốc thêm một đoạn thời gian nữa, sau khi ổn định một đoạn thời gian ngài phải tới Giang Thành một chuyến, đương nhiên nếu ngài không lo lắng bệnh tình bị người khác biết thì cũng có thể không đi. Tiết lão nói, tới Giang Thành làm gì? Trương Dương nói, tôi đã an bài bệnh viện rồi, cần phải tiến hành thay máu cho ngài, triệt để thanh trừ ẩn hoạn tiết lão thở dài nói có những lúc thật sự rất không muốn phiền phức sớm muộn gì cũng chết nhắm mắt một cái là xong rồi nhưng tôi vẫn còn mấy tâm nguyện chưa xong hiện tại đi thì có chút không cam lòng trương dương cười nói ngài đừng nghĩ nhiều như vậy nói chung chỉ cần ngài điều chỉnh tốt tâm thái phối hợp trị liệu với tôi những chuyện khác cứ giao cho tôi làm tiết lão nói ngày kia tôi sẽ phải đi kiểm tra trương dương nói ngài cứ đi chỉ cần không để lộ chuyện tôi trị liệu cho ngài ra là được trương dương ở trong phòng của tiết lão hơn một tiếng đồng hồ khi xuống dưới lầu tiết thế luân và nghiêm tuấn cường đang nói chuyện phiếm nhìn thấy trương dương đi tới tiết thế luân mỉm cười ngoắc tay với hắn ý bảo trương dương tới ngồi bên cạnh sau khi trương dương ngồi xuống bảo mẫu bưng tới một chén trà trương dương quả thực hơi khát cầm chén trà lên uống mấy ngụm tiết thế luân không hề hỏi hắn và tiết lão ở trong phòng rốt cuộc đã làm hòa ái nói, Trương Dương, buổi tối tới Vạn Phúc Sơn Trang ăn cơm đi. Trương Dương nói, dạ thôi, cháu còn có bạn đợi ở ban chú kinh. Nghiêm Tuấn Cường nói, hoãn đi, buổi tối hôm nay tôi phải kính cậu mấy chén. Vạn Phúc Sơn Trang cách số 1 Yến Tây không xa, lái xe không tới 15 phút, Sơn Trang nằm ở trên một tòa núi nhỏ, nơi này câu cối tươi tốt, hoàn cảnh sinh thái rất tuyệt, ô tô đi qua rừng cây xanh mái che tự nhiên, dọc theo đường quốc lộ quanh núi tới trước cửa lớn Sơn Trang, sau khi tiến vào cửa lớn đầu tiên sẽ nhìn thấy một tấm biển cực lớn. Bọn họ đỗ xe tại bãi, xe trong bãi không nhiều, nhưng từ loại xe và biển cho thấy, người có thể tiến vào nơi này không phải là nhân vật bình thường. Trương Dương đi ở bên cạnh Tiết Thế Luân không tự chủ được mà ngẩng đầu ưỡn ngực, Tiết Thế Luân so với Trương Dương thì cao hơn không ít, khi hai người đi cùng nhau Trương Đại Quan Nhân luôn cảm thấy trên khí thế thì kém hơn y một bậc. Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe lập tức có nhân viên phục vụ lái xe điện tới chở bọn họ tới nơi dùng cơm, nơi Tiết Thế Luân mời cơm nằm ở tiểu viện số 3 của Sơn Trang, địa thế của nơi này khá cao. Di tích cổ ở hai bên đường khá nhiều, tùy ý có thể thấy được người đá ngựa đá, tới tiểu viện số 3, nơi này sở dĩ được gọi là tiểu viện bởi vì tất cả đều là kiến trúc tứ hợp viện. Tiết Thế Luân nhìn cửa tiểu viện, nói, một khách sạn không ngờ cũng sử dụng cửa lớn như vậy, nếu trước đây, chỉ quan to trên tứ phẩm mới có thể làm như vậy nếu không thì bị chém đầu. Audio điện tử võ tấn bền Nghiêm Tuấn Cường cười nói, anh ba, anh vẫn nặng thành kiến môn hộ vậy à? Tiết Thế Luân nói, thật ra chế độ phẩm cấp cổ đại không phải là hoàn toàn không hay, giờ vào hiện đại xã hội, mặc dù ở ngoài mặt thì khác biệt. Nhưng trên thực tế vẫn có loại tranh lệch này. Y quay sang nói với Trương Dương, Tiểu Trương thấy tôi nói có đúng hay không? Trương Dương nói, thật ra bất kỳ thời đại nào, bất kỳ xã hội nào cũng không có cái gọi là công bằng tuyệt đối, thứ tạo thành tranh lệch không chỉ là chế độ xã hội mà còn có liên quan tới bản tính của con người. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Ý của cậu chẳng lẽ là nói cái thiện là căn nguyên của thiếu công bằng. Trương Dương lắc đầu nói, là cái ác mới đúng. Tiết Thế Luân cười ha ha, nói trái phải rõ ràng, đại thiện đại ác đều là khái niệm dưới điều kiện nhất định, bằng không lại sao có cách nói hảo tâm lại làm chuyện xấu, hai mặt phải trái của mâu thuẫn dưới điều kiện nhất định cũng có thể thay đổi cho nhau, nếu không thì cũng sẽ không có cố sự tái ông mất ngựa. Trương Dương nói, chú Tiết, chú không giống như một thương nhân, tôi thấy giống một nhà triết học hơn. Tiết Thế Luân nói, tôi vốn xuất thân từ triết học, chúng ta hay là vào nói chuyện đi. Nghiêm Tuấn Cường nói, tôi vừa nghe người khác nói đạo lý là đau đầu, có rượu uống mới khoái. Tiến vào tiểu viện số 3 Trương Dương mới biết được, hôm nay người mời khách không phải là Tiết Thế Luân, mà là một người khác, người này Trương Dương cũng rất quen thuộc, chú của cha Vi cha Tấn Bắc, Khư Phượng Tiên cũng có mặt, hai người nhìn thấy Trương Dương và Tiết Thế Luân đi cùng nhau thì không khỏi ngạc nhiên, không biết thằng ôn này có quan hệ với Tiết ra từ lúc nào, có điều bọn họ rất nhanh liền nghĩ ra Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng là huynh muội kết bái, khẳng định là thông qua tầng quan hệ này. Trương Dương và Tiết Thế Luân mới biết nhau, tài đầu cơ luồn cúi của thằng ôn này cũng giỏi thật. Cha Tấn Bắc đứng dậy nhiệt tình đón Tiết Thế Luân, bắt tay y nói, anh Thế Luân, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, Tấn Bắc, lần trước gặp mặt là ở Paris vào nửa năm trước. Cha Tấn Bắc gật đầu nói, đa tả anh Thế Luân đã nhiệt tình khoản đãi ở Paris. Tiết Thế Luân nói, với giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta, việc gì phải khách khí. Y giới thiệu nghiêm Tuấn Cường, sau đó lại giới thiệu Trương Dương cho cha Tấn Bắc, cháu họ của tôi Trương Dương, là huynh muội kết bái của Vĩ Đồng. Cha Tấn Bắc và Trương Dương nhìn nhau cười, hai người bắt tay, cha Tấn Bắc nói, cái này thì không cần phải giới thiệu, tôi và Trương Dương là bạn bè. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Khư Phượng Tiên, lưu ý thấy cổ áo của lễ phục giả hội của cô ta hôm nay thật sự quá rộng, lộ ra bộ ngực trắng muốt, núi non phập phồng, quả nhiên là mê người, trong không khí ngửi được mùi thơm trên người Khư Phượng Tiên, trương đại quan nhân không tự chủ được nhìn lướt qua ngực cô ta một cái cái này không phải là hắn quá háo sức mà là nam nhân đều sẽ sinh ra dục vọng đối với vưu vật mê người chỉ có điều có người che giấu tốt tiết thế luân chính là như vậy từ sau khi y bước vào cho dù là lúc chào hỏi khư phượng tiên ánh mắt cũng không sinh ra chút tà niệm nào cán bộ quân nhân nghiêm tuấn cường thì không nhịn được mà nhìn thoáng qua một cái bởi vậy có thể thấy được định lực của tiết thế luân so với em rể của y và trương dương thì tốt hơn nhiều Khư Phượng Tiên tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là cô ta không lưu ý tới ánh mắt chung quanh, tuy rằng cảm thấy được có người đang nhìn mình thèm thuồng, nhưng Khư Phượng Tiên vẫn bình tĩnh tự nhiên, sự bình tĩnh của cô ta đến từ chính sự tự tin đối với sắc đẹp của mình, bình thường đã gặp quá nhiều ánh mắt như vậy rồi. Trương Dương cũng chỉ nhìn thêm mấy cái, có điều rất nhanh liền điều chỉnh lại, dù sao thằng ôn này cũng là người từng trải, đám bạn gái của hắn cũng xinh đẹp chẳng kém gì Khư Phượng Tiên. Trương Dương không hề biết rằng cha Tấn Bắc và Tiết Thế Luân còn có giao tình, có điều nhìn bộ dạng của hai người hình như quan hệ không tồi. Sau khi vài chén rượu vào bụng, Tiết Thế Luân nói: "Tấn Bắc, chúng ta đã quen nhau được 30 năm rồi nhỉ?" Cha Tấn Bắc gật đầu nói: "Khi tôi còn nhỏ đã chạy theo sau anh Luân, trước giờ luôn coi anh như là anh trai của tôi vậy." Tiết Thế Luân cười nói: "Thời gian trôi nhanh thật, trong nháy mắt tôi đã già rồi." Cha Tấn Bắc nói: "Anh Luân vẫn còn phong độ lắm." Tiết Thế Luân nói, trong quan trường có lẽ có thể coi là đang lúc phong độ, nhưng trên thương trường thì tôi đã già rồi, không nhận già cũng không được, thương trường hiện tại đã là thiên hạ của các cậu rồi. Cha Tấn Bắc nói, tiến vào thương giới ít nhiều cũng nhờ anh Luân dẫn dắt, nếu như không phải là có anh giúp tôi, tôi không có được thành tựu hôm nay đâu. Tiết Thế Luân nói, thành công của cậu là dựa vào nỗ lực của bản thân cậu, chẳng có liên quan gì tới tôi cả, nếu muốn cảm tạ thì cậu vẫn nên cảm tạ Vương triều Kim Cương. Khư Phượng Tiên mỉm cười, ôn nhu nói: "Tiết tổng, tôi thường xuyên nghe cha tiên sinh nhắc tới, khi anh ta mới gây dựng sự nghiệp, ngài đã cho mượn 100 vạn làm vốn." Tiết Thế Luân cười nói: "Cậu ta không phải đã trả rồi ư? 100 vạn này so với tình bạn giữa chúng tôi thì không đáng để nhắc tới." Cha Tấn Bắc tràn đầy cảm xúc nói: "Anh Luân, lúc trước tôi hai bàn tay trắng, chỉ có anh chịu cho tôi cho ta mượn nhiều tiền như vậy." Tiết Thế Luân nói: "Đó là bởi vì cậu tìm tới tôi." cũng chứng tỏ giữa hai chúng ta có giao tình đó, đã có duyên Phật, sự thật chứng minh là tôi không nhìn lầm, hiện tại tinh toản của cậu ở trong nước đã là lão đại trong ngành, cậu giã thành nhân tài kiệt xuất của thương giới kinh thành rồi. Cha Tấn Bắc nói, nhờ có anh Luân cất nhắc thôi, tôi so với anh thì giống như là khe suối với sông lớn vậy. Trong lời nói của cha Tấn Bắc lộ ra vẻ tôn kính đối với Tiết Thế Luân. Trương Dương có chút thứng thú nhìn họ, thật sự không ngờ, tên cuồng vọng cha Tấn Bắc này cũng có đối tượng phải tâm phục. Nói như vậy tiết thế luân này không đơn giản. Chương 1452, thất phẩm 3. Tiết Thế Luân nói, tôi vào kinh thương sớm hơn cậu, nhưng tôi đối với tình huống trong nước thì lại không tìm hiểu rõ bằng cậu, dù sao trọng tâm sinh ý của tôi cũng đều nước ngoài. Hiện tại tốc độ phát triển kinh tế trong nước nhanh tới kinh người, có thể dùng từ biến chuyển từng ngày để hình dung, tôi mỗi lần trở về đều sẽ phát hiện biến hóa kinh người. Tôi dám khẳng định, trong tương lai không lâu kinh tế trong nước sẽ chen chân vào hàng đầu của thế giới. Cha Tấn Bắc nói, anh Luân xem trọng tiền cảnh kinh tế trong nước như vậy, có định bước vào thương giới trong nước không? Tiết Thế Luân mỉm cười nói, sự tốt xấu của kinh tế quốc gia cũng không có quan hệ tuyệt đối tới sự thành công của một thương nhân, cho dù là một mảnh đất cằn cỗi cũng ẩn chứa thương cơ vô hạn, sân khấu càng lớn, đối với chúng ta mà nói có nghĩa là cơ hội càng nhiều. Cha Tấn Bắc cười nói, với bố cục của anh Luân quốc nội đã không đủ để thỏa mãi anh rồi. Tiết Thế Luân cười ha ha, nói tấn Bắc, giữa chúng ta hình như cũng không có cạnh tranh, cậu không cần phải gấp gáp vội vàng đẩy tôi đi như vậy. Hai người cùng bật cười. Trương Đại Quan Nhân không nói gì, trái một chén phải một chén, ngồi bên phải là Khư Phượng Tiên, ngồi bên trái là Nghiêm Tuấn Cường, hai bên đều là người quen, cũng đều không phải là lần đầu tiên uống rượu với nhau. Trương Dương biết rất rõ ràng vị trí của mình hôm nay, mình là tới tiếp rượu, người mời khách là cha Tấn Bắc, người được mời là Tiết Thế Luân, sớm biết được cục diện như thế này, mình căn bản sẽ không đến, làm lá cây cho người khác, Trương Đại Quan Nhân không quen. Nghiêm Tuấn Cường chủ động uống mấy chén với Trương Dương, y cũng không nói lời cảm tạ trước mặt nhiều người như vậy được, thật ra y cũng không rõ tối nay tới ăn cơm còn có cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên, vốn tưởng Tiết Thế Luân mời khách, điều này khiến cho y cảm thấy có chút ngượng ngùng, vốn là muốn đặc biệt cảm ơn Trương Dương. Cha Tấn Bắc nhìn Trương Dương, mỉm cười nói, trương dương, cậu lần này đến kinh không liên hệ với tôi. trương dương cười nói, tôi lần này đến kinh thành với tới trường đảng bồi dưỡng, vừa tới vài ngày, đi học suốt nên căn bản không có thời gian liên lạc với bạn bè. đối với cha tấn bắc trương dương tràn ngập cảnh giác, trương bích quân của quốc an từng lợi dụng hắn làm yểm hộ, phối hợp với tang bối bối trộm cái đã cd trong biệt thự của cha tấn bắc, trương dương sau khi có được cái đĩa đó vẫn thất ở hương sơn biệt Việt. Bởi vì đĩa được mã hóa, bằng vào bản sự của hắn thì căn bản không phá được. Tuy rằng không biết nội dung cụ thể trong đĩa, nhưng Trương Dương vẫn nhận định Cha Tấn Bắc tuyệt đối không phải là một thương nhân bình thường, y và Khư Phượng Tiên cùng với tập đoàn Kim Cương Đài Loan đi lại thân mật, người này rất có thể là là gián điệp ẩn nấp trong nước. Nếu lời Trương Bích Quân nói là thật, như vậy mình lúc trước đi nhập vào cấm khu quân sự của núi Thương Mạc là do Cha Tấn Bắc lập bẫy, có điều Trương Dương không biết rõ Trương Bích Quân lắm. Sau khi trải qua ác chiến ở cấm khu quân sự Bắc Triều Tiên, Trương Dương phát hiện Trương Bích Quân cũng là một kẻ chuyên chơi trò âm mưu. Những lời cô ta nói rất có thể là một âm mưu, cố ý khơi dậy cừu hận giữa mình và cha Tấn Bắc. Trước mắt điều duy nhất Trương Dương có thể kết luận là cha Tấn Bắc và Trương Bích Quân tất nhiên là nước lửa không thể ở chung. Cha Tấn Bắc cười nói, đào tạo của trường đảng chính là một bước đệm đối với những cán bộ quốc gia các anh mà nói, chỉ cần tới độ một lần thì coi như là được rát một lớp vàng tôi nghĩ kỷ luật không nghiêm lắm đâu. Trương Dương nói, xem ra cha Tổng cũng nắm rất rõ chế độ của trường đảng, hôm nào tôi mời anh tới trường đảng Trung ương chơi một chuyến, nghe giảng một buổi, lập tức anh sẽ hiểu được tầm quan trọng của giáo dục cách mạng. Tất cả mọi người đều bật cười. Nhiệt độ bên trong hơi cao, Trương Dương đã hơi đổ mồ hôi, cầm khăn ướt lau chán. Khư phượng tiên giỏi về thể nghiệm và quan sát người khác, bảo nhân viên phục vụ mở cửa sổ, gió mãi từ bên ngoài thổi vào, khiến tinh thần của người bên trong được thoải mái hơn. Tiết Thế Luân chủ động chạm cốc với Trương Dương, mỉm cười nói, sao đổ nhiều mồ hôi thế? Mọi người đều là người một nhà, cậu không cần phải câu thúc đâu. Trương Đại Quan nhân nói, có chút khẩn trương, tòa tứ hợp viện này quan viên trên tứ phẩm mới có thể đến, một quan tép siêu thất phẩm như tôi ngồi ở chỗ này cảm thấy không được tự nhiên. Lời nói của Trương Dương lại khiến mọi người bật cười. Cha Tấn Bắc nói, cậu không cần không phải không thoải mái đâu. Ở đây trừ cậu và bộ trưởng Nghiêm là quan viên ra, thì chúng tôi đều là người bình dân, nếu nói tới không được tự nhiên thì phải là chúng tôi mới đúng." Nghiêm Tuấn Cường nói, cũng không phải là thời cổ, làm gì còn quan niệm phẩm cấp. Trương Dương nói, "Cha tổng, chú Tiết, hai người thì khác, hai người đều là nhà tư bản màu đỏ, nếu nói theo cách ngày xưa thì chính là thương nhân Hồng Đình, cấp bậc giống như là Hồ Tuyết Nham vậy, nếu như là ở quá khứ, hai người ít nhất cũng được đội mũ ngự sử nhị phẩm." Không khéo mỗi người còn được nhận một kiện hoàng mã quái. Cha Tấn Bắc và Tiết Thế Luân liếc mắt nhìn nhau, câu thương nhân hồng đỉnh của Trương Dương đã chạm tới dây thần kinh mẫn cảm của hai người họ, Tiết Thế Luân bật cười, tôi không có cơ hội rồi. Quốc tịch hiện tại của y là người Canada, tất nhiên không có cơ hội được ngự ban mũ miện nhị phẩm. Khư Phượng Tiên nói, nghe bí thư Trương nói chuyện, luôn khiến người ta buồn cười. Trương Dương nói, Khưu tiểu thư là đang nói tôi buồn cười ư? Khư Phượng Tiên lắc đầu nói, tôi nào dám giễu cợt bí thư Trương, tôi là nói hài hước dí dỏm. Cha Tấn Bắc nói, hài hước và dí dỏm là bộ phận chủ yếu tạo thành mị lực của nam nhân, Trương Dương, tôi hiện tại cuối cùng cũng hiểu sao lại có nhiều con gái thích cậu như vậy. Khi nói những lời này, ánh mắt cố ý mà như vô ý liếc Tiết Thế Luân một cái. Tiết Thế Luân cầm chén rượu lên, nói thật ra một nam nhân quá có mị lực cũng không phải là chuyện tốt. Khư Phượng Tiên cười nói, Tiết tiên sinh những lời này của ngài tôi lại có chút không hiểu, vì sao nam nhân quá có nghị lực lại không phải là chuyện tốt. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, những lời này của anh Luân chẳng lẽ là bột phát vì cảm xúc, lúc trước anh Luân của chúng ta là Mỹ Nam Tử nổi danh của Kinh Thành, Mỹ Nữ theo đuổi anh không thể đếm hết. Trương Dương nhìn Tiết Thế Luân một cái, những lời này của cha Tấn Bắc không hề có chút khoa trương nào, Tiết Thế Luân tuy rằng đã 53 tuổi, nhưng y bảo dưỡng rất khá, vẫn có thể xem là một Mỹ Nam Tử, nam nhân tựa như rượu, ủ càng lâu thì càng đậm, những lời này được thể hiện rất rõ trên người Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân cười nói, Tân Bắc, cậu đừng giễu cợt tôi, tôi sở dĩ nói nam nhân quá có mị lực không phải là chuyện tốt là vì nam nhi lập thế phải lấy sự nghiệp làm trọng, nếu quá có mị lực, luôn sẽ mang tới những phiền toái không cần thiết, sẽ khiến hắn không thể chuyên chú cho sự nghiệp của bản thân, thành tựu sẽ suy giảm. Khư Phượng Tiên nói, ý tứ của Tiết Tiên Sinh là tình cảm đối với nam nhân là một phiền toái. Tiết Thế Luân nói, tình cảm không phải là phiền toái, lạm tình mới là phiền toái. Trương đại quan nhân nghe mà tai nóng lên, cảm thấy lão Tiết như đang nhầm vào mình, nhưng mình không đắc tội với y, mình và khuê nữ của y lại trong sạch, có trời cao chứng giám. Khư Phượng Tiên lại nói, Tiết Tiên sinh, anh đối đãi với một nữ nhân có mị lực như thế nào? Tiết Thế Luân nhìn Khư Phượng Tiên, ánh mắt sắc bén của y có lực xuyên thấu rất mạnh, dưới cái nhìn chăm chú của y, với tâm cảnh của Khư Phượng Tiên cũng không khỏi tim đập mạnh, Tiết Thế Luân này quả nhiên rất không đơn giản. Tiết Thế Luân vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, nữ nhân có mị lực là chuyện tốt, điều này có nghĩa là có thể có rất nhiều nam nhân chú ý tới cô ta, cô ta có thể từ trong đó chọn lựa được những nam nhân xuất sắc nhất làm đối tượng để nương tựa. Hồng Nhan Dịch Lão, một nữ nhân thông minh sẽ hiểu được vào lúc mình chín mùi nhất phải gả ra ngoài, nếu bỏ lỡ, như vậy cô ta sẽ không thể không hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Khư phượng tiên nũng nịu nói, tiết tiên sinh khinh thường nữ nhân, anh có chút chủ nghĩa đại nam tử. Tiết thế luân nói, không phải là tôi khinh thường nữ nhân, mà là bản tính nam nữ sai khiến, đa số nữ nhân đều mơ mộng có một gia đình mỹ mãn. Nữ nhân thật sự có dã tâm chỉ là số ít, không biết tôi nói có đúng hay không. Khư phượng tiên cắn cắn môi, tiết tiên sinh lợi hại, tôi thừa nhận nói không lại anh, nhưng cũng không có nghĩa là tôi công nhận quan điểm của anh. Tiết Thế Luân cười ha ha nói, tôi chỉ nói ra quan điểm của bản thân tôi thôi, không cần bất kỳ ai công nhận. Khư tiểu thư, tôi kính cô một ly, nói thật lòng, cô là nữ nhân rất có mị lực. Khư phượng tiên mặt hơi đỏ lên, mắt đẹp ôn nhu tựa như nước mùa xuân, đâu có. Tiết Thế Luân nói, muốn chứng minh một nữ nhân có mị lực hay không, thì phải trông vào mắt của người trẻ tuổi, cô có phát ra hiện không, ánh mắt của Trương Dương tối nay đa số thời gian đều dán vào cô tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng da mặt khá dày, nhưng lúc này cũng phải đỏ mặt, xấu hổ ho khan, cái đó, tôi không có ý đồ không an phận gì với khư tiểu thư cả, chú Tiết, chú nói đùa rồi. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, rõ ràng nhìn mà không dám nhận, cậu không thừa nhận thì há chẳng phải là nói khư tiểu thư không có mị lực ư. Trương Dương trở giáo phản kích, chú Tiết, chú thấy khư tiểu thư có hấp dẫn không? chương 1453, bàn luận vông 1. Tiết Thế Luân cầm chén rượu lên, nói tuổi tác khác nhau thì góc độ thưởng thức khác nhau. Thứ đẹp tại cảm thụ trong mắt của mỗi người là khác nhau, tôi nhớ Lô Tấn Tiên Sinh từng nói một câu hồng lâu mộng, chỉ là mệnh ý, chính là trong mắt độc giả có các loại, kinh học ra nhìn thì thấy dịch, đạo học ra nhìn thì thấy dâm, tài tử thì thấy triển miên, nhà cách mạng thì thấy phải loại trừ, lưu ngôn ra thì thấy cung vi bí sự. Không thể không thừa nhận, tôi và người trẻ tuổi như các cậu đã sớm có khác biệt rồi. Khư Phượng Tiên nói, tôi không dám nói tiếp nữa, đã thành đối tượng để các anh trêu chọc rồi. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, một người có thể mang tới cho người khác sự vui vẻ thì tự bản thân cũng sẽ thấy vui vẻ, chưa chắc không phải là một công đức, không còn sớm nữa rồi. Trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, mọi người đều nên về nghỉ ngơi rồi. Mấy người cùng nhau rời đi, Cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên đợi cho xe của Tiết Thế Luân đi rồi mới lên ô tô của mình, sau khi ô tô khởi động, Khư Phượng Tiên khẽ thở dài một tiếng, Tiết Thế Luân rất không đơn giản. Cha Tấn Bắc nói, anh ta khi còn trẻ tuổi đã là người đứng đầu trong thái tử đảng của kinh thành, nếu không phải là vì trường hảo kiếp 10 năm, con đường của anh ta vốn có thể đi rất thuận lợi, hiện tại nói không chừng đã tiến vào cuộc chính trị rồi. Khư Phượng Tiên nói, hắn là bỏ chính trị theo kinh thương ư? Cha Tấn Bắc gật đầu nói, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết, nhưng vào đầu những năm 80 anh ta đúng là bỏ chính trị theo kinh thương, vì chuyện này mà cơ hồ cha con tuyệt giao với tiết lão. Về sau nghe nói anh ta nhập quốc tịch Canada, trong thời gian vài năm ngắn ngủn đã lan lộn một cách phong sinh thủy khởi ở thương giới, đời tôi bội phục rất ít người, anh ta được tính là một trong số đố. Khư Phượng Tiên nói, thật sự không ngờ Trương Dương cũng chèo kéo quan hệ với hắn. Cha Tấn Bắc nói, thằng nhóc đó không bao giờ yên phận, lần này không biết lại muốn tạo ra sóng gió gì đây. Khư Phượng Tiên tựa lưng vào ghế ngồi, có chút mệt mỏi thở hắt ra, nói khẽ tiểu tử của An ra lại tới kinh thành rồi, hắn lần này có thể là nhằm vào chúng ta mà đến, không biết chuyện hắn mua thất phúc châu bảo là thật hay giả. Cha Tấn Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, thằng khốn nạn này, khoản nợ lần trước tôi còn chưa thèm tính toán với hắn, không ngờ hắn còn dám tới nữa. Khư Phượng Tiên nói, An Đức Huyên làm ẩm ý lên ở Đài Loan, hắn ra sức ủng hộ Tống Vĩ Quốc, bôi nhọ cha tôi khắp nơi, tạo thành khốn nhiễu cực lớn cho việc tranh cử của cha tôi. Cha Tấn Bắc nói, một phần tử xã hội đen sao lại có năng lực lớn như vậy. Tín nghĩa xã rất không đơn giản, chẳng những thành viên đông đảo, hơn nữa cơ sở kinh tế hùng hậu, hắn muốn dùng thủ đoạn bạo lực và mua chuộc để giúp Tống Vĩ Quốc tranh cử thành công, để đạt được mục đích khống chế thế lực địa phương, về sau còn có thể trở thành đại biểu dân ý, thậm chí trở thành quan viên. Cha Tấn Bắc nói, hắn muốn thành quan viên thì đúng là một chuyện cười của chính trị Đài Loan. Khư Phượng Tiên nói, An Đạt Văn này là kỳ tài của thương giới, hiện tại thế kỷ An Thái ở trên tay hắn phát triển nhanh chóng, so với lúc An Chí Viễn còn sống thì thịnh vượng hơn nhiều, hắn đã đính hôn với Lương Bách Nhi, con gái bảo bối của Chủ tịch Tập đoàn Đỉnh Thiên Lương Kỳ Hiếu, đám hỏi lần này vô tình lại khiến thực lực của hắn tăng thêm một tầng. Cha Tấn Bắc nói, Lương Kỳ Hữu sao lại coi trọng thằng ôn này như vậy? Quan hệ của hắn và cao tầng rất tốt, nói tới đây y tạm dừng một chút, thật ra quan hệ tốt nhất trong cao tầng của Lương Kỳ Hữu chính là Tiết Lão, thời kỳ đầu của cải cách mở cửa Lương Kỳ Hữu chính là một trong những thương nhân đầu tư vào nội địa sớm nhất, khi đó hắn và Tiết Lão đã rất thân với nhau. Tiết Thế Luân trong khoảng thời gian ngắn có thể khai sáng ra cục diện hiện tại có liên quan tới sự giúp đỡ của Lương Kỳ Hữu, về sau Tiết Thế Luân và Lương Kỳ Hữu trở thành bằng hữu tốt, hôm nay cha tấn bác sở dĩ mời Tiết Thế Luân tới ăn cơm vốn là muốn nhờ Tiết Thế Luân nói tốt mấy câu ở trước mặt Lương Kỳ Hiếu. Tôi cũng không muốn đấu mãi với tên An Đạt Văn này, đáng tiếc sự xuất hiện của Trương Dương khiến y không cơ hội nói ra chuyện này. Khư Phượng Tiên nói, lần trước hắn khiến giá cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương chịu không ít ảnh hưởng, An Đức Nguyên nhân cơ hội đó mua một bộ phận cổ phiếu, để tránh cho quá nhiều cổ phần rơi vào trong tay hắn. Khư gia của chúng tôi đã triển khai một hồi chiến tranh thu mua với hắn, vì thế tổn thất rất lớn. Cha Tấn Bắc nói, hắn chỉ cố ý chế tạo khủng hoảng, nhân lúc giá thấp để thu mua. Khư Phượng Tiên nói, cha con An ra làm ăn căn bản chính là không từ thủ đoạn. Cha Tấn Bắc nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Sau khi Trương Dương rời khỏi tiết Gia, lái xe về ban chú Kinh Bình Hải, hỏi qua Quách Thụy Dương mới biết Tống Hoài Minh vẫn chưa về, hắn tới phòng tìm Thường Hải Long. Vừa vào cửa, Thường Hải Long đã cười cười ra đón, nói cho anh một tin tức tốt, giáo thụ trình đã đồng ý gặp mặt anh rồi trương dương ngạc nhiên nói gặp mặt ư không phải đã gặp rồi ư thường hải long nói lần trước anh là dùng thân phận lái xe lần này là thân phận bí thư huyện tân hải trương dương nói lắm chuyện có cần phải phiền toái như vậy không không phải vẫn là tôi ư thường hải long nói khác nhau chứ vốn là khi tới nhắc tới chuyện này giáo thụ trình căn bản không gặp mặt anh hiện tại tâm tình của ông ta rất tốt chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng ngày mai phải đi luôn trương dương ngồi xuống sofa đúng rồi tôi ở hương sơn có một tòa nhà cần tu sửa anh có thể hỗ trợ không thường hải long nói không thành vấn đề trương dương nói tòa nhà này là thiên trì tiên sinh tặng cho tôi phải bảo trì nguyên trạng tu sửa cũng phải tìm nhân thủ đáng tin cậy tốt nhất là anh tự mình giám sát thường hải long nói anh cũng không phải không biết tôi đang có không ít công trình cứ như vậy đi tôi phụ trách giúp anh đưa ra một phương án tu sửa, việc thi công cụ thể thì để đồng học ở kinh thành của tôi làm, hắn là bạn tốt của tôi, tuyệt đối tin tưởng được, anh nếu vẫn không tin thì tìm người tới mà giám sát, tôi thực sự là không lấy đâu ra thời gian được cả, đầu xuân công trình bận lắm. Trương Dương nói, thôi bỏ đi, chờ khi nào anh rảnh rồi tính, tôi không tin người khác. Dẫu sao trong hương sơn biệt viện cũng cất giấu quá nhiều bí mật, Trương Đại Quan Nhân cũng không muốn để quá nhiều người ngoài biết buổi sáng ngày hôm sau, Trương Dương và Thường Hải Long cùng tới nhà của Trình Nhuận Sinh. Trình Nhuận Sinh vừa hay ở nhà một mình, nhìn thấy bọn họ tới, tươi cười nghênh đón, bởi vì do Trình Nhuận Sinh ngày hôm qua hỗ trợ bắt con cá chấm đen đó, Trình Nhuận Sinh đối với hắn vô cùng nhiệt tình, tiểu trương, mời ngồi. Thường Hải Long, Bạch Vân Lang Nhân và Trương Dương ngồi xuống. Trình Nhuận Sinh vội đi châm trà, ông ta nhìn nhìn ra cửa, có chút kinh ngạc hỏi, Hải Long, không phải là còn ai tới nữa chứ? thường hải long cười nói lão sư trình tôi phải nhận sai với ngài ngày hôm qua tôi đã lừa ngài thật ra tiểu trương chính là bí thư huyện tân hải trương dương trình nhuận sinh ngây ra một thoáng sau đó bật cười chỉ vào thường hải long và trương dương nói hai thằng nhóc các cậu lừa tôi đến khổ thấy trình nhuận sinh không tức giận trương dương và thường hải long đều yên lòng xem ra chuyện mời trình nhuận sinh hỗ trợ thiết kế xanh hóa chắc không có vấn đề gì lớn trương dương cười nói giáo thụ trình tôi thực sự không phải muốn lừa ngài, Hải Long nói ngài không muốn gặp tôi, cho nên chúng tôi mới nghĩ ra chủ ý này, ngài đại nhân đại lược, trăm ngàn lần đừng chấp nhận đám vãn bối chúng tôi. Trình Nhuận Sinh nói, anh đã nói những lời này thì cho dù là tôi muốn chấp nhận cũng không được, anh đúng là kẻ dối trá. Thường Hải Long nói, Lão Sư Trình, ông đừng nhìn Trương Dương trông thì dối trá, nhưng người này tuyệt đối là cán bộ tốt của đảng ta đấy. Trương Dương cười nói, thôi, đừng nói văn vẻ vậy nữa, Trình Nhuận Sinh nói, có đúng hay không thì tôi không rõ, có điều ngoan thì ngoan thật, ngày hôm qua khi cần câu gãy, ngay lập tức có phản ứng nhảy xuống sông, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn không có phản ứng nhanh như anh ta, bình thường ở trước mặt lãnh đạo không phải là biểu diễu quen rồi chứ. Trương Dương cười nói, đúng vậy, trước đây tôi theo bí thư cố đi câu cá cũng từng có một lần kinh lịch như vậy, tôi cũng không chút do so dự nhảy xuống, có điều con cá mà ông ấy câu được không lớn bằng con của ngài. Trình Nhuận Sinh cười nói, tôi đã nói anh có kinh nghiệm về phương diện này mà. Trương Dương uống ngụm trà, quay lại chủ đề, mục đích hắn lần này tới đây là để mời Trình Nhuận Sinh thiết kế thành thị xanh hóa cho huyện Tân Hải. Thật ra trước đó Thường Hải Long đã nói qua chuyện này với Trình Nhuận Sinh rồi, lúc ấy đã bị Trình Nhuận Sinh cự tuyệt, hiện tại chẳng khác nào là nhắc lại chuyện xưa. Trình Nhuận Sinh nói, Tiểu Trương à, thời gian chúng ta tiếp xúc tuy rằng không lâu, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra cậu là người trẻ tuổi sảng khoái, một khi đã như vậy, tôi cũng không vòng vèo làm gì. Gần 15 năm nay, tất cả thiết kế mà tôi nhận đều là cấp thành phố. chương 1454, Bàn luận viển vông 2 Trương Dương cười nói, giáo thụ trình chê Tân Hải của chúng tôi quá nhỏ. Trình Nhuận Sinh nói, cũng không phải nói Tân Hải của các anh nhỏ, đối với một người đến làm thiết kế như tôi mà nói, không thể luôn luôn thiết kế hạng mục lớn được, nhưng trước đó tôi đã có tiền lệ không hay, Tôi vất vả làm ra phương án thiết kế, khi đợi chứng thực thì bởi vì tài chính của đối phương không đủ, phải hoàn toàn thay đổi, cuối cùng còn đi khắp nơi nói xấu tác phẩm thiết kế của tôi. Tiểu Trương, cậu nên rõ, đến tuổi tác của tôi rồi, cái quan tâm không phải là thù lao, mà là thiết kế của tôi có thể án chiếu theo dự tưởng của tôi mà làm hay không. Thiết kế xanh hóa nói thì đơn giản, rất nhiều người đều cho rằng chẳng có gì ngoài đào mấy con sông nhỏ, đắp mấy hòn giả sơn, trồng một ít thực vật nhưng thiết kế chân chính là làm sao để tiếp cận với tự nhiên nhất, làm làm thế nào trên cơ sở giữ được phong mạo của khu vực với hạn độ lớn nhất mà tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên nhiều nhất. Thiết kế xanh hóa làm tốt có thể tăng cường phẩm vị của một thành thị, sẽ khiến thanh thị này đi lên một tầm cao mới. Trương Dương nói, giáo thụ trình, mục đích tôi mời ngài rời núi chính là ở đây, tôi cũng không giấu gì ngài. Tân Hải hiện tại đang xin bỏ huyện lập thành phố, chuyện này trên cơ bản đã được định ra rồi. Trình Nhuận Sinh nói, định ra rồi thì anh còn nóng lòng làm xanh hóa để làm gì. Trình Nhuận Sinh cũng không phải là dễ lừa, chuyện trên phương diện này ông ta từng tiếp xúc không ít, liếc một cái là nhìn ra được cái gọi là bỏ huyện lập thành phố của Trương Dương vẫn chưa được xác định, cho nên mới nóng lòng để thăng cấp bậc xanh hóa của thành thị, để sáng tạo ra điều kiện có lợi cho kế hoạch bỏ huyện lập thành phố của hắn. Trương Dương nói, tôi định vị Tân Hải là một thành thị lâm viên, tương lai Tân Hải tất nhiên sẽ được đả tạo thành một thành phố màu xanh, nếu phải làm thì phải theo tiêu chuẩn cao nhất của thành thị đồng loại trong nước, muốn làm tốt chuyện này thì ở trong nước cũng chỉ có ngài mới có năng lực này. Trình Nhuận Sinh nói, cậu đừng vội tâng bốc tôi, từ lúc Hải Long đề cập qua tới chuyện của cậu, tôi đã xem tư liệu về Tân Hải các cậu, tôi không cho rằng một huyện thu nhập tài chính năm còn không đến 100 triệu có năng lực làm tốt phương án xanh hóa của tôi. Trương Dương nói, chuyện tiền ngài không cần phải quan tâm, chỉ cần ngài có thể thiết kế ra, tôi có thể quán triệt chấp hành tốt cái mà thằng ôn này không thiếu nhất chính là lòng tin. Trình Nhuận Sinh nói, trên đầu tôi hiện tại còn có hai thiết kế, trước mắt đều đang đến hồi kết thúc, nếu bắt đầu công tác thì phải đợi tới tháng sau. Trương Dương nói, tôi chờ ngài, bao lâu cũng chờ. Trình Nhuận Sinh nói, tôi có nghe nói cậu còn nhờ Australia Duval giúp cậu làm quy hoạch. Trương Dương nói, có chuyện này, phương diện quy hoạch thành thị Tân Hải tồn tại vấn đề rất lớn, tôi thân là bí thư bí thư huyện ủy, đương nhiên muốn thay đổi hoàn toàn diện mạo của Tân Hải, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tốt. Trình Nhuận Sinh gật đầu nói, có cơ hội cậu an bài cho tôi và Đu Vô gặp mặt, thiết kế này của cậu tôi nhận. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy Trình Nhuận Sinh cuối cùng cũng đáp ứng làm thiết kế xanh hóa thành thị cho Tân Hải, không khỏi tươi cười rạng rỡ xem ra mình ngày hôm qua không nhảy xuống sông vô ích. Trình Nhuận Sinh nói, cậu đừng cao hứng qua sớm, lời xấu nói trước, cậu nếu thi công hậu kỳ không theo kịp, tôi sẽ lập tức cắp mông chạy lấy người, về sau không có nửa điểm liên quan tới cậu. Trương Dương nói, giáo thụ trình yên tâm, tôi có lòng tin sẽ biến công trình xanh hóa thành tác phẩm thiết kế đắc ý nhất của ngài. Trương Đại Quan Nhân tham gia hoạt động xã giao thường xuyên tất nhiên không thể chuyên tâm đi học. Cũng may có tôn đông cường giúp hắn điểm danh mỗi ngày, nhưng trên đời không có bức tường nào là không lọt gió. Không phải mỗi một đồng học đối với Trương Dương đều tốt như Tôn Đông Cường, không biết người nào giáp tâm phá hoại đã tố cáo Trương Dương. Bởi vì này sự kiện bởi vì này, trường đại quan nhân lại bị chủ nhiệm lớp La Quốc Thắng gọi tới văn phòng. La Quốc Thắng lần này sắc mặt rất khó coi, tay y cầm bảng công vụ từ lúc khai giảng đến bây giờ. trương đại quan nhân vẫn cợt nhả bước vào, chào lão sư La. Không thể không thừa nhận cái miệng của hắn rất ngọt. La Quốc Thắng nói, gần đây tình huống học tập thế nào? Trương Dương nói, có được không ít lợi ích, thông qua lần học tập này, tôi đối với công tác mới của đảng lại có nhận thức sâu sắc hơn đối với kinh tế tương lai. Là quốc thắng không chút khách khí ngắt lời hắn, cậu trước tiên dừng lại đã, cậu đi học cũng được hơn một kỳ rồi, rốt cuộc là đi được mấy tiết. Trương Dương nói, trên cơ bản đều đi hết, quốc gia bỏ tiền để đám cán bộ trẻ tuổi chúng tôi đến tiếp nhận giáo dục, đây là cơ hội hiếm có, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua, bỏ qua thì quá là đáng tiếc, lão sư la, ngài nói xem có đúng không. La Quốc Thắng nói, tôi đã sớm nghe nói cái miệng của Trương Dương cậu có thể nói người chết thành người sống, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, cậu đúng là vậy thật, khẩu tài rất khá. Trương Dương nói, tài ăn nói của tôi trước đây cũng không được tốt lắm, sau khi tới trường đảng Trung ương dưới sự chỉ đạo của tư tưởng đảng, dưới sự tài bồi của các vị lão sư, tài ăn nói này bất chi bất giác đã biến thành khá hơn. La Quốc Thắng nói, tôi cũng không có bản sự lớn như vậy, tôi vừa mới xem qua sổ diểm danh, Đúng là không sai, một lần tới muộn còn đâu đi đủ. Trương Dương nói, thân là một cán bộ đảng viên nên có tính tự giác này, thật ra cái này cũng là bổn phận của tôi, không cần khen ngợi. La Quốc thắng cầm sổ điểm danh ném lên mặt bàn, khen ngợi cậu ư? Da mặt cũng đặc biệt của cậu cũng dày quá đi, tiết của tôi cậu tới nghe một lần, tôi tổng cộng dạy 5 tiết, 4 tiết còn lại chẳng thấy cái bóng của cậu đâu cả. Trương Dương nói, đó là bởi vì tôi ngồi ở trong góc, người nghe giảng bài nhiều như vậy ngài không thể nào chú ý tới mỗi người được. La Quốc Thắng nói, cậu đừng lắm chuyện, tôi cha rất rõ, cậu từ lúc khai giảng tới giờ hiện tại tổng cộng đi nghe giảng không được tới ba tiết, thời gian khác đều không ở trong trường, trường học quy định học viên các cậu phải sống trong trường, cậu cơ hồ là không ở trong trường ngày nào, còn nữa, bảng điểm danh có đủ tên cậu, nhưng trên thực tế đều là tôn đông cường và xa phổ nguyên điểm danh hộ, tôi nói có sai hay không. Trương đại quan nhân bị La Quốc Thắng vạch trần hoàn toàn, đương nhiên cũng không tiện tiếp tục nói dối chỉ cười he he la quốc thắng căm tức nói với hắn cậu còn không biết xấu hổ mà cười nữa à có tin tôi báo chuyện của cậu lên trên không tôi nói này trường đảng trung ương không giống với địa phương của các cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi cậu bỏ nhiều tiết như vậy đã trái với nội quy trường học tùy thời đều có thể đuổi cậu ra khỏi trường đảng không chỉ như thế còn xử phạt cậu nữa trương dương nói lão sư la có phải có người chỉ điểm tôi hay không La Quốc Thắng nói, tự cậu làm sai, còn sợ người khác nói à. Trương Dương nói, Lão Sư La, ngài trước tiên đừng nóng giận, tôi thừa nhận tôi trốn học là không đúng, nhưng ngài nghĩ lại xem, tới vừa tới Kinh Thành, chuyện phải làm thật sự là rất nhiều, có bằng hữu phải xã giao, Chu Hưng Quốc, Từ Kiến Cơ, Tiết Vĩ Đồng, những người này đều là anh em kết nghĩa anh em kết nghĩa của tôi, tôi nói sao cũng phải nể mặt họ. Trưởng bối cũng phải tôi ân cần thăm hỏi, Trung Quốc chúng ta là lễ nghi chi bang, cán bộ trẻ tuổi chúng tôi cũng nên làm gương, cha nuôi mẹ nuôi này, tiết lão cũng bảo tôi tới tham thảo thư pháp, tôi cũng phải đi thôi, đã thế, buổi chiều tôi còn phải tới nhà kiều lão nói chuyện với ông ta, tôi nếu ở lại đi học, kiều lão liệu có thất vọng không? Là quốc thắng làm sao có thể nghe không hiểu, người ta đây là lấy đám người này ra FI, nhưng là quốc thắng trong lòng cũng hiểu rõ, thằng ôn này tuyệt đối không phải là cái đèn cạn dầu, hắn là con nuôi của phó thủ tướng Văn, Chuyện hắn và đám thái tử ra kinh thành kết bái cũng được truyền ra rất ồn ào huyên náo. Về phần quan hệ của hắn và Kiều lão, tiết lão thì không rõ lắm, có điều cũng chắc tới 8, 9 phần 10, lời nói mới rồi của La Quốc Thắng không phải là để dọa Trương Dương, với số lần trốn học của hắn mà nói. Quả thực đã tới tiêu chuẩn bị đuổi, nhưng La Quốc Thắng tuy rằng nói như vậy, nhưng ngay từ đầu đã không định đem chuyện này báo lên trên, trường đảng trung ương là nơi nào chứ? Đám lão sư xuất thân từ đâu, có chuyện nào mà chưa từng gặp? Có ai thật sự đối đãi với đám quan viên này như học sinh không? Đối với học sinh không có bối cảnh thì kiên trì nguyên tắc, nhưng đối với loại như Trương Dương, là quốc thắng không cần thiết phải đắc tội với hắn. Nếu thật sự báo chuyện của Trương Dương lên trên, kiểu gì cũng có người tới biện hộ cho hắn. Đến cuối cùng thì Trương Dương cũng vẫn không sao, cái gì thối nhất lại đổ xuống đầu mình, chuyện không có lợi như vậy là quốc thắng sẽ không làm. Là quốc thắng thở dài nói, Trương Dương à, không phải tôi nói cậu, Cậu cho dù có việc thì cũng phải xin phép tôi chứ, nếu không thì tôi biết ăn nói với người khác thế nào. Trên thế giới này, kẻ thích ở sau lưng bôi nhọ người khác nhiều lắm, trường đảng cũng vậy, cậu không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu không phải tôi áp chế chuyện này, nếu người hữu tâm trực tiếp báo cáo tới lãnh đạo của trường học, chuyện không phải sẽ ẩm ý lên ư. Trường 1455, tìm sự ủng hộ 2 Kiều Bằng Cử nói, thật ra cháu cảm thấy phát triển nông nghiệp không có gì sai cả cùng là đất cả đấy, nhưng trồng trọt thì thu lợi được bao nhiêu, nhưng nếu dùng nó để sáng tạo ra các doanh nghiệp thì sẽ có lợi ích lớn đến đây. giờ đây bất cứ việc gì đều phải suy tính đến việc đầu tư và thu lợi. chính quyền địa phương nằm nâng cao tốc độ phát triển kinh tế nên phát triển công nghiệp ở quy mô lớn, xây dựng khu khai phá là chuyện hết sức bình thường. kiều lão nói, cháu thì biết gì chứ, chỉ biết cái lợi trước mắt, còn không thấy rằng vì thành phố không ngừng mở rộng, đất canh tác ngày càng ít đi mà dân số chúng ta không ngừng tăng trưởng, dùng số đất ngày càng ít để nuôi số lượng người ngày càng nhiều, áp lực này sẽ không ngừng tăng lên cùng với thời đại. Kiều Bằng cử vẫn không phục, nhưng giờ đây đang là thời kỳ hiện đại hóa, một mẫu đất có thể có lợi hơn rất nhiều so với trước đó. Kiều lão nói, người mà không biết nghĩ xa nhất định sẽ không hay, cái gì nặng cái gì nhẹ, nhất định phải phân biệt rõ ràng. Kiều Trấn Lương thay quần áo xong đi ra, cười nói cha, đang nói chuyện gì vậy? mà lại nghiêm túc thế. Kiều lão nói, đang nói đến việc của khu khai phá đấy. Kiều Trấn Lương nhìn sang Trương Dương, biết rằng Trương Dương đã nói chuyện ngày hôm nay cho cha mình nghe rồi, y ngồi xuống bên cạnh cha, rồi mỉm cười nói, thật ra gần đây bộ nông nghiệp của con cũng đang nghiên cứu vấn đề này, phát triển thành phố là xu thế cần thiết, nhưng không thể vì phát triển thành phố mà làm hại đến lợi ích của nông dân. Kiều lão nói, con là bộ trưởng bộ nông nghiệp, cần phải xử lý tốt vấn đề này, Đề nghị của Trương Dương rất tốt, với những khu khai phá làm tổn hại đến lợi ích của người dân, mà lại không xây dựng được nhiều giá trị, tốt nhất là đóng cửa sớm cho nhanh, chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại hết. Kiều Trấn Lương vật đầu, nhưng lại không nói gì cả. Lúc này gia đình thời duy cũng đến, Kiều Lão nói với con gái Kiều Trấn Hồng, đến mà cũng không gọi điện báo trước một câu, để chuẩn bị một chút. Kiều Trấn Hồng nói, cha à, con về nhà mình mà cũng phải gọi điện thoại trước sao dù sao thì cha cũng đâu có đi đâu thời quý sướng cười gọi một tiếng cha rồi lại gần đầu với kiều trấn lương anh đi làm về rồi à cuối cùng ánh mắt của y nhìn sang trương dương trương dương đến chơi bao giờ thế trương dương cười nói vừa đến được không lâu khi nói chuyện hắn quay sang nhìn thời duy thời duy cũng cười với hắn lần này không ngờ cô đã đối xử với hắn hữu hảo hơn một chút còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm kiều bằng cử mời trương dương đến phòng của gã thật ra gã có chuyện muốn hỏi riêng Trương Dương, từ trước đến giờ, trong lòng Kiều Bằng Cử luôn có một câu hỏi lớn, gã không biết thời gian này trong nhà rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Tại sao mẹ lại quyết định đi tu, mà em gái dường như cũng nhìn thấu chuyện đời. Kiều Bằng Cử nói, Trương Dương, anh có biết mộng viện rốt cuộc tại sao lại có khoảng cách lớn vậy với gia đình không? Trương Dương nói, việc này, hình như anh không nên hỏi tôi mới đúng. Kiều Bằng Cử nói, nó luôn coi cậu là bạn tốt nhất, có một vài chuyện nó không muốn nói với người trong nhà, nhưng chưa chắc đã không muốn nói với bạn. Kiều Bằng Cử không phải là nhân vật bình thường, gã có thể nhận ra mối quan hệ không rõ ràng giữa em gái và Trương Dương. Trương Đại Quan vì câu nói này của Kiều Bằng Cử nên hơi xấu hổ, hắn ho một tiếng rồi nói, Bằng Cử, thật ra việc xảy ra trong gia đình anh rất nổi cộp, nói một câu không nên nói, việc anh làm trước kia đã trở thành mồi lửa tạo nên mâu thuẫn trong gia đình. Kiều Bằng Cử thở dài nói, tôi rất hối hận, lần này tôi đã bị người ta lợi dụng họ lợi dụng việc của tôi để đối phó với gia đình tôi ép cha tôi phải rời khỏi bình hải trương dương thấp giọng nói giờ đây tất cả đã được giải quyết rồi anh biết rút kinh nghiệm là được kiều bằng cử nói việc này tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu chỉ cần để tôi điều tra ra kẻ đứng đằng sau tôi quyết không tha cho hắn trương dương nói người dám gây khó dễ cho gia đình nhà anh đều không phải người bình thường lần này mộng viện bị đả kích khá lớn cô mạnh quyết định đi tu Thật ra đã sớm có dự báo rồi, anh là con trưởng của Kiều gia, anh hãy suy nghĩ cho kỹ, trước kia anh có quan tâm đến bà không, có bao giờ bỏ thời gian để ở bên cạnh mẹ mình không?" Kiều Bằng cử nói, "Sau khi tôi về, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm bà, nhưng mẹ tôi không muốn gặp tôi." Trương Dương nói, "Thời gian anh xảy ra chuyện, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, Kiều lão, bí thư Kiều đều chịu áp lực rất lớn, họ thầm xử lý nguy cơ lần này, cố gắng giúp anh bồi thường tất cả những gì đã xảy ra." người đáng thương nhất là mộng viện vì chuyện của anh mà cô ấy đã gặp phải bão táp không thể không từ bỏ hết tất cả sự nghiệp của mình hơn nữa để giúp anh đắp được khoảng trống cô ấy đã chuyển nhượng sản nghiệp của mình đồng thời còn phải chịu sự đau khổ khi mẹ rời đi với một cô gái trẻ tuổi tất cả những điều này có phải là quá tàn nhẫn không kiều bằng cử cảm thấy rất xấu hổ gã cắn cắn môi rồi nói tôi có lỗi với nó tôi có lỗi với tất cả mọi người trong gia đình Trương Dương vỗ vỗ vai gã rồi nói, bằng cử, mặc dù tôi không biết kinh doanh, nhưng tôi biết, người ta vấp ngã là chuyện bình thường, chỉ sợ không có dũng khí để đứng lên, giờ đây anh đang sống tốt, người nhà anh cũng tốt rồi, trận bão táp này đã qua đi, anh không cần phải đi điều tra kẻ đứng đằng sau nữa, anh hãy làm tốt sự nghiệp của mình, vì kiều ra, cũng là vì mộng viện, anh có khả năng đó. Kiều bằng cử thấp giọng nói, người dám ra tay với kiều ra không có mấy ai, thật ra tôi đã lờ mở đoán ra là ai rồi. Trương Dương nói, tôi nghĩ bất cứ ai trong Kiều Gia đều không muốn bão táp lại nổi lên một lần nữa vì chuyện này. Kiều Bằng Cử nói, cảm ơn anh. Sau khi ăn xong cơm tối, Kiều Lão tiện miệng bảo hỏi Trương Dương mấy vấn đề về dưỡng sinh, mời hắn đến khoảng sân bên ngoài thư phòng của mình. Kiều Lão muốn hỏi mấy vấn đề về cháu gái, Trương Dương, gần đây cậu có liên lạc với mộng viện không? Trương Dương gật đầu nói, khi tôi vừa đến kinh thành đã gọi điện cho cô ấy rồi, cô ấy nói đang đi du lịch ở Thái, cuối tháng mới về. Kiều lão thở dài đầy lo âu, tính tình của Mộng Viện rất mạnh mẽ, bên ngoài thì yếu đuối nhưng thật sự lại cứng rắn, có việc gì đều giữ trong lòng, không muốn nói ra ngoài. Việc mẹ nó đi tu gây ra nỗi đau rất lớn với nó. Trương Dương nói, thời gian có thể làm lành vết thương, tôi nghĩ rằng thời gian trôi đi, tâm trạng của cô ấy sẽ tốt dần lên. Kiều lão nói: "Tôi cứ luôn cảm thấy nó có tâm sự, từ khi mẹ nó đi tu, đứa cháu gái này của tôi dường như ngày càng xa cách tôi, nên nói rằng nó ngày càng xa cách cả gia đình này." Trương Dương nói: "Kiều lão, mộng viện rất quan tâm đến gia đình này." "Tôi biết, ý tôi là, nó đồng ý hy sinh vì gia đình này, nhưng lại từ chối sự quan tâm của chúng tôi với nó, cảm giác của tôi không sai đâu. Trước kia nó có việc gì đều nói với tôi cả, nhưng giờ đây có việc gì nó đều giữ trong lòng thôi." Trên mặt kiều lão lộ vẻ thương cảm khó nói, tôi yêu thương nhất đứa cháu gái này, nhưng giờ đây nó mang đến cho tôi một cảm giác, nó giống như một con chim lạc đàn phiêu bạt ở ngoài vậy. Tôi không thể nào ngừng quan tâm đến nó, tôi lo rằng liệu nó ở ngoài có bị người khác ức hiếp không, lo rằng liệu một mình nó có chăm sóc nổi bản thân không. Trương Dương nói, Kiều Lão, mộng viện nhất định sẽ chăm sóc tốt được cho bản thân. Kiều Lão gật đầu, rồi lại thở dài, già Dà rồi, xem ra tôi thật sự già mất rồi, suốt ngày nói nhiều, rồi tính toán thiệt hơn như tất cả những người già khác. Trương Dương nhìn Kiều lão, phát hiện rằng một người dù đã đi đến vị trí nào, dù người đó từng huy hoàng đến đâu, thì khi đối đã với người nhà, với con cháu đều không thể rũ bỏ được sự quan tâm. Một người nếu không biết quan tâm đến gia đình mình thì làm sao biết quan tâm đến quốc gia của mình cơ chứ? Những điểm bình thường của Kiều lão chính là những điểm vĩ đại của ông. Trương Dương nói, Kiều lão, ông đừng lo, đợi lần này mộng viện về Tôi sẽ đi tìm cô ấy nói chuyện cho Đàng Hoàng." Kiều lão nói, "Giờ đây điều làm tôi lo lắng nhất chính là nha đầu này, trước kia tôi chưa từng lo lắng về việc học hành của nó và cũng chưa từng lo lắng về sự nghiệp của nó, điều tôi lo lắng duy nhất là tình cảm của nó. Cậu cũng biết đấy, lúc đầu nó từng yêu hứa ra dũng, đứa trẻ này làm việc rất đến nơi đến chốn, khi nó đã nhận định chuẩn con đường thì nhất định sẽ đi đến cùng, không đập đầu vào tường đầu rơi máu chảy thì không quay đầu đâu, từ sau khi hứa ra dũng chết Tôi không còn nghe nói gì về chuyện tình cảm của nó nữa. Trương Dương, cậu là bạn tốt với nó đến thế, có bao giờ nghe nó nói về việc tình cảm của nó không? Trương đại quan lắc đầu lia lịa, tôi thật sự chưa từng nghe cô ấy nói. Thật ra trong lòng tên này hiểu rất rõ, người trong lòng Kiều Mộng viện bây giờ là hắn. Kiều lão nói, nhưng tôi nhận thấy từ rất nhiều điều, nhà đầu này có lẽ đã có người trong mộng rồi, nếu không thì thời gian trước sẽ không kiên quyết từ chối con nhà lão Chu. Trương Dương nói: "Việc này tôi thật sự không biết, đợi Mộng viện về, tôi sẽ hỏi cô ấy." Trên mặt Kiều lão nở nụ cười khó kiếm, "Được, vậy thì cậu hỏi giúp tôi, thật ra tôi rất muốn nó tìm được một người nó thật sự thích, nhưng trong thế giới này, luôn luôn tồn tại nhiều điều bất ngờ, nếu không nhân gian cũng chẳng có nhiều tiếc nuối đến thế, Trương Dương, cậu nói xem có đúng không?" Trương đại quan tim đập thình thịch, hắn gần như có thể đoán ra rằng, Kiều lão nhất định đã nhận ra điều gì đó giữa hắn và Kiều Mộng viện đầu óc ông cụ này có thể dùng câu sâu không thể đo để hình dung, chút ám muội giữa hắn và Kiều Mộng Việt, nhất định trốn không nổi khỏi con mắt của ông cụ. Trương Dương gật đầu nói, vâng vâng, mong những người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Trương 1456, Tâm sự trùng trùng một Vì Trương Dương đi nhờ xe của Kiều Trấn Lương đến, nên khi đi hắn cùng đi cùng xe nhà Thời Duy, Thời Duy và Trương Dương nói chuyện mấy câu, rồi lại nói đến chuyện của Kiều Mộng Việt, Thời Duy nói: "Có liên lạc với chị họ tôi không?" Trương đại quan thật thà gật đầu: "Có." Thời Duy nói: "Xem ra quan hệ giữa anh và chị họ tôi vẫn thân thiết hơn tôi, tôi ở kinh thành suốt mà sao không thấy anh liên lạc với tôi?" Trương đại quan vốn tưởng rằng thời gian trôi đi, nhà đầu này sẽ thay tính đổi nét, nhưng không ngờ cô ta vẫn như vậy, cha mẹ cô ấy ở đằng sau mà cũng nói được những lời này, Trương Dương thật là khó xử, hắn ho một tiếng rồi nói: "Gì ấy nhỉ?" liên lạc với ai mà chẳng giống nhau, trước kia, hai chị em cô như hình với bóng còn gì. Thời Duy nói, đó là trước kia, nhưng lần này chị tôi đi cũng chẳng nói với tôi một tiếng, tôi thấy chị ấy còn chẳng cần đứa em là tôi nữa rồi. Kiều Trấn Hồng nói ở đằng sau, con bé này, sao mà nói nhiều thế? Mộng viện có việc của mộng viện, hai chị em con cũng không thể cứ suốt ngày dính lấy nhau được, sơ muộn gì cũng phải lấy chồng, ai sống cuộc sống của người nấy chứ? Thời Duy nói, con không lấy chồng đâu, ở nhà tốt hơn bao nhiêu. Thời Quý Sướng nói, con muốn cha mẹ nuôi con cả đời à. Thời Duy nói, ai bảo bố mẹ nuôi con cả đời chứ. Con có chân có tay đàng hoàng, con vẫn đi làm, và con cũng có hiển lương. Trương Dương nói, cô và Quách Trí Giang chẳng phải rất tốt sao. Thời Duy nói, tôi đang nói chuyện với người nhà, anh sen miệng vào làm gì chứ. Thời Quý Sướng nói, Tiểu Duy, con không được ăn nói bất lịch sự thế. Trương Dương cười nói: "Chú Thời, bình thường chúng cháu đùa nhau quen rồi, ý, dừng xe, cháu đến nơi rồi." Thời Duy đạp phanh xe, nhìn Trương Dương hơi có lỗi, mặc dù bình thường quen nói thế này, nhưng hôm nay là trước mặt cha mẹ, cô thật sự hơi quá đáng. Trương Dương không tức, hắn chào tạm biệt hai vợ chồng Thời Quý sướng một cách lịch sự, cuối cùng vẫy vẫy tay với Thời Duy, "Thời Duy, lái xe cẩn thận nhé." Thời Duy gật đầu, sau khi lái xe rời đi, thời quý sướng không chịu nổi lại nói, con đúng là càng lớn càng bất lịch sự, dù sao thì Trương Dương cũng là khách. Thời Duy nói, được rồi, con sai rồi, con là một người xấu, cha mẹ đã thích anh ta thế, thì đi nhận anh ta làm con nuôi đi, dù sao thì anh ta cũng chẳng ngại có thêm hai cha mẹ nuôi chăm sóc đâu. Kiều Trấn Lương đi đến vườn, ngồi xuống bên cạnh cha, rồi nhẹ nhàng nói cha, muộn thế này rồi cha còn không đi ngủ sao. Kiều Lão nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, Nói đầy ẩn ý, không biết Mộng Viện giờ thế nào rồi. Cha nhớ nó rồi sao? Kiều lão gật đầu, ông nói nhỏ, thật ra Mộng Viện rất giống con, việc gì cũng chỉ thích giấu trong lòng. Câu này của cha làm cho Kiều Trấn Lương đau lòng quá đỗi, y không nói được gì, thật ra Mộng Viện không phải con đẻ của y, sự tồn tại của cô ấy là một sự sỉ nhục lớn với y, nhưng y lại chỉ có thể thầm gặm nhấm nỗi đau khổ này, tự chịu đựng sự sỉ nhục và đau khổ. Kiều lão nói, có một việc cha luôn không hỏi con, giữa con và truyền Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại kiên quyết đi tu, không thèm để tâm đến tình cảm vợ chồng hai đứa nữa, và cũng không để ý đến con cái nữa, thậm chí không để ý đến danh dự của Kiều ra nữa? Kiều Trấn Lương nói, cha, con đã từng nỗ lực, nhưng không thể nào níu kéo được, cô ấy một lòng hướng về cửa Phật. Kiều lão nói, đó chỉ là lý do mà thôi, sự thay đổi mấy năm gần đây của nó, cha đều thấy cả, cha không muốn can thiệp vào cuộc sống của hai con cha đã già mấy năm nữa con cũng sẽ già thôi giữa hai con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con không muốn nói cha cũng sẽ không hỏi nữa cha chỉ muốn còn làm tròn trách nhiệm của một người cha chăm sóc tốt cho con cái của con kiều trấn lương nói cha con sẽ nhớ kiều lão nói việc trương dương tìm con hôm nay con định làm thế nào kiều trấn lương nói con đang định thỉnh giáo cha Kiều lão nói, con nói suy nghĩ của con đi. Kiều Trấn Lương nói, suy nghĩ muốn trả đất cho dân của Trương Dương rất tốt, rất phù hợp với những vấn đề chúng con đang thảo luận. Giờ đây các hạng mục khai phá ùn ùn xuất hiện, theo con, đã xuất hiện tình hình khai phá một cát mù quáng, khai phá quá mức, trương dụng quá nhiều đất thổ canh, nhất định sẽ tạo nên đất thổ canh giảm sút, có lẽ có thể thấy được hiệu ích trong một thời gian ngắn, nhưng từ sự phát triển lâu bền của quốc gia thì đây không phải là điều tốt. Kiều lão gật đầu ưng ý, con nói rất đúng, bất cứ việc gì cũng không thể nào quá mức độ, tốt quá hóa dở, đạo lý này luôn đúng. Kiều Trấn Lương nói, có điều Trương Dương muốn phế trừ khu khai phá của Tân Hải, trả đất cho dân có lẽ còn vì một mục đích nữa. Lông mày Kiều Lão hơi động đậy. Cậu ta muốn tìm sự ủng hộ về mặt chính sách từ Bộ Nông nghiệp, lợi dụng việc này để đánh cho tầng lớp lãnh đạo Bắc Cảng một cái tát thật mạnh. Kiều Lão cười hà hà nói, tiểu tử này vẫn hiếu chiến như vậy kiều trấn lương nói bí thư thị ủy bắc cảng là hạng thành năng lực chấp chính của người này rất bình thường trong nền kinh tế của bình hải bắc cảng thuộc vào hàng gần cuối điều này có liên quan khá lớn đến năng lực của anh ta khi con còn ở bình hải con đã từng có suy nghĩ động đến anh ta việc này con còn từng nói với cha nữa kiều lão quay mặt nhìn con trai ông thấp giọng nói con đang nói đến ân nhân cứu mạng của lão tiết kiều trấn lương gật đầu nói vì vậy việc này mới khó xử Kiều lão điềm đạm nói, có gì mà khó xử. Kiều Trấn Lương nói, bác tiết rất trọng tình cảm. Kiều lão điềm đạm nói, lúc đó khác, lúc này khác, giờ đây chúng ta đều già cả rồi, không thể vì tình cảm mà bỏ đi nguyên tắc, con làm quan nhiều năm như vậy, việc đơn giản vậy mà cũng không hiểu sao? Con nói ông ấy trọng tình cảm, nhưng không có nghĩa là ông ấy thiếu lý trí, khi con gặp phiền phức, sao không thấy ông ấy đứng ra nói đỡ dùm con một câu? Kiều Trấn Lương nói, cha, ý của cha là Kiều lão nói: "Cha chẳng có ý gì cả, nên làm thế nào con tự quyết định, con là bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, gìn giữ lợi ích của nông dân là bổn phận của con." Trương Dương ở kinh thành, nhưng không có nghĩa là hắn không thể tiếp tục gây phiền phức, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành nhìn tờ thông báo mà Bộ Nông nghiệp phát xuống, thái độ trên mặt vô cùng đau khổ. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn còn tìm đến văn phòng làm việc của y về chuyện này, y cũng đã nhận được tờ thông báo đó, rồi tức giận nói: "Cái tên Trương Dương này, thật là chỉ biết gây chuyện." không ngờ dám nói chuyện khu khai phá cho bộ nông nghiệp. Hạng Thành nói, bên bộ nông nghiệp nói rằng người dân ở khu khai phá hợp sức lại để báo cáo lên trên, nói khu khai phá của chúng ta chiếm dụng đất canh tác, làm họ không còn đất thổ canh. Cung Hoàn Sơn nói, không cần phải hỏi cũng biết nhất định chuyện này là do Trương Dương gây ra. Y nhận định như vậy. Hạng Thành nói, dù là ai gây ra chuyện này, nhưng giờ đây chuyện này đã xảy ra rồi, bộ nông nghiệp đã hỏi đến đầu tôi rồi. Giờ đây cấp trên đang dồn lực giải quyết việc khai phá quá mức, chiếm dụng phi pháp đất của dân, chúng ta đã bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió rồi." Cung Hoàn Sơn nói, tên Trương Dương này chẳng có chút đại cục quan nào hết, dù là khu khai phá của Tân Hải không thành công, dù là còn tồn tại một vài vấn đề, nhưng những việc đó đều nên giải quyết trong nội bộ, không thể nói cho cấp trên được." Cung Hoàn Sơn vẫn ôm tâm lý chuyện nhà nhà tự giải quyết. Hạng Thành nói, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chính là bí thư kiều của chúng ta, Trương Dương và ông ấy rất thân với nhau. Cung Hoàn Sơn nói, xem ra không nên đẩy cậu ta đến trường đảng Trung ương, hơn một tháng, tiểu tử này không biết còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Hạng Thành nói, cũng chỉ còn chuyện nâng cấp lên thành phố thôi mà, nếu cậu ta có cái bản lĩnh đó thì cứ thử làm xem, nếu thật sự làm được chuyện này, thì cũng không phải là chuyện xấu cho Bắc Cảng. Cung Hoàn Sơn nói, tôi luôn cảm thấy rằng sẽ xảy ra chuyện nữa. Hạng Thành điềm đạm nói, việc sẽ đến thì cuối cùng vẫn đến thôi, Kẻ cậu ta. Trương Dương đã đón trợ lý chủ tịch tập đoàn Lam Tinh Kim Mẫn Nhi ở Kinh Thành. Kim Mẫn Nhi đến Kinh Thành là để thay bác Kim Thượng Nguyên ký một bản hợp đồng chiến lược. Cô ấy ngồi máy bay riêng của Kim Thượng Nguyên đến, ngày hôm đó đã ký xong hợp đồng rồi. Sau khi làm xong việc, cô liền gọi điện cho Trương Dương. Trương Đại Quan mấy ngày nay thể hiện ra vẻ rất an phận thủ thường. Dù sao thì hắn đến đây là để học tập, Việc gì cũng không được làm quá đáng, La Quốc Thịnh mặc dù gây khó dễ cho hắn, nhưng hắn cũng vẫn phải nể mặt người ta, để cho người ta có tiếng nói, hơn nữa, mấy việc CC của hắn hầu như cũng đã làm xong, nên không cần phải ra ngoài nhiều nữa. Khi Kim Mẫn Nhi gọi điện thoại đến, Trương Dương đang ở trên lớp, hắn cúi đầu xuống dưới gầm bàn nghe điện thoại. Kim Mẫn Nhi nghe thấy tiếng nói thì thào của hắn liền cười nói, "Trương Dương, anh đang ở đâu thế? Sao nghe anh nói chuyện kỳ vậy?" Trương Dương nói, tôi đang trên lớp. Kim Mẫn Nhi nói, tôi đang ở Kinh Thành, anh đi học ở đâu thế? Cô biết rằng Trương Dương đang học ở Kinh Thành, nhưng không biết địa chỉ cụ thể của hắn. Trương 1457, Tâm sự trùng trùng 2 Trương Dương nói chỗ mình ở, rồi Kim Mẫn Nhi nói, vậy để tôi đi đón anh. Trương Dương nói, thôi cứ để. Bên đó Kim Mẫn Nhi đã cục điện thoại. Trương Đại Quan vốn muốn hẹn một địa điểm để gặp mặt, nhưng không ngờ Kim Mẫn Nhi lại hấp tấp đến vậy. Sau khi tan học, Trường Dương đưa sách vở cho Sa Phổ Nguyên giúp hắn mang về, còn hắn thì đến cổng trường đảng, nhìn thấy một chiếc xe Maserati màu trắng đỗ ở đó, Kim Mẫn Nhi mặc chiếc váy dài màu xanh dựa vào bên cạnh xe, Kim Mẫn Nhi dù đi đến đâu cũng hấp dẫn người khác, những người qua đường chẳng ai không quay đầu nhìn cô gái Hàn Quốc xinh đẹp này bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trương Dương đến trước mặt cô, cười hì hì nhìn cô, đến tận khi khuôn mặt trắng mịn của cô đỏ rực lên, cô cắn môi rồi nói, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Xinh đẹp mà, Trung Quốc chúng tôi có một câu, chim xa cá lặn. Kim Mẫn Nhi nói, lên xe đi. Trương Dương ngồi vào trong xe, Maserati, thật đẹp, người Hàn Quốc các cô không lái xe Hàn sao. Kim Mẫn Nhi nói, đây là chiếc xe của văn phòng Lam Tinh đóng tại Trung Quốc, tôi tạm thời lấy ra dùng, kinh thành lớn như vậy, không có một chiếc xe thật không tiện. Trương Dương nói, đi, tôi mời cô ăn cơm kim mẫn nhi cười cùng lên xe với trương dương sau khi khởi động xe cô nhẹ nhàng nói đi đâu đây trương dương nói cô muốn ăn gì vịt quay bắc kinh trương đại quan không thích ăn vịt quay một chút nào nhưng chủ tùy ý khách kim mẫn nhi đã nói ra thì hắn sẽ đáp ứng nhu cầu của cô ấy hắn đưa kim mẫn nhi đến toàn tụ đức ở phố cổ người đến đây ăn cơm đều không phải là người bình thường kim mẫn nhi cũng rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng này trong nước nhìn một đoàn người rồng rắn xếp hàng Kim Mẫn Nhi cũng phát bực, phải đợi chỗ ngồi đến bao giờ chứ? Trương Dương có rất nhiều cách, tên này đến vỗ vai một người trẻ tuổi trước mặt rồi nói, người anh em, chúng ta đổi đi. Người trẻ tuổi ngứa ra, số của anh ta là số 3, số của Trương Dương là 56, cách nhau rất xa, vị này xem ra là người thiên tân, dựa vào đâu chứ? Trương Dương cười, đưa tờ phiếu của mình và 100 tệ cho anh ta, người thanh niên ngay lập tức không nói gì nữa, mặc dù người xếp hàng rất nhiều, nhưng hơn 50 người cũng chỉ cần đợi một tiếng là cùng, 100 tệ cơ đấy, đồng nghĩa với việc người ta mời anh ta một bữa vịt quay, thật là vui biết mấy. Trương Dương đã lấy được số thẻ của người ta, không lâu sau đã dẫn Kim Mẫn Nhi đi vào trong toàn tụ đức. Trương Dương vốn muốn gọi một con vịt, nhưng Kim Mẫn Nhi cảm thấy hai người ăn vậy không đủ, nên chỉ gọi nửa con, cô hỏi về lịch sử của toàn tụ đức. Trương Dương giới thiệu với cô, tất cả những người đến kinh thành đều biết một câu Bất đáo trường thành phi hảo hán, không ăn vịt quay toàn tụ đức thật đáng tiếc. Tiệm toàn tụ đức này bắt đầu vào những năm đời nhà Thanh, cách đây đã 133 năm chẵn, giờ đây không nói đến vịt, chỉ cái tên toàn tụ đức cũng đã đáng giá hơn 500 triệu rồi. Kim Mẫn Nhi cười nói, đây gọi là tài sản vô hình. Đúng, tài sản vô hình. Trương Dương nói, ngon không? Kim Mẫn Nhi gật đầu lia lịa, thậm chí còn không kịp nói chuyện với Trương Dương nữa trương dương nói nhất định ngon hơn kim chi của hàn quốc các cô kim mẫn nhi lườm hắn sao anh thích nhắc đến kim chi thế nhỉ kỳ thị người hàn quốc chúng tôi à trương dương cười nói không phải vậy tôi chỉ cảm thấy người hàn quốc rất tiết kiệm mà thôi kim mẫn nhi nói tiết kiệm thì có gì là không tốt nhất định cứ phải lãng phí thì mới tốt à tôi đến trung quốc rất nhiều lần rồi thường xuyên thấy cảnh tượng các anh dù có mấy người ăn cũng đều thích gọi một bàn đầy tôi ghét nhất là như vậy ăn no là được rồi làm sao cứ phải hoang phí thế trương dương nói đó là thái độ nhiệt tình hiếu khách của người trung quốc cô nói xem tiền quan trọng hay thể diện quan trọng kim mẫn nhi nói anh ấy à lúc nào cũng có lý lẽ khi nói đến đây người phục vụ lại bê thức ăn lên chân vịt mề vịt vịt cá kim mẫn nhi nói anh gọi nhiều món vậy làm gì hai người chúng ta ăn làm sao hết được chỗ này trương dương nói khó khăn lắm cô mới đến kinh thành được một lần, không mời cô ăn no, làm sao có thể thể hiện rằng tôi đối tốt với cô chứ? Kim Mẫn Nhi đỏ mặt nói, anh luôn đối tốt với tôi mà. Hơn nữa, đối tốt với tôi đâu nhất định phải dùng ăn để thể hiện. Trương Dương nói, cái miệng thoải mái rồi, thì cái bụng mới thoải mái được, cô thoải mái, thì tôi cũng thoải mái. Kim Mẫn Nhi chớp chớp mặt, mặt đỏ đến tận cổ, cứ cảm thấy tên này chẳng nói được lời nào tử tế, nhưng lại không biết rằng chỗ nào có vấn đề trương dương gọi một chai bia rót một cốc cho kim mẫn nhi hai người cạn cốc bia rồi kim mẫn nhi nói lần trước việc anh nhờ tôi tôi vẫn đang điều tra nhưng không tìm thấy được thông tin của chiếc xe đó tôi nghĩ nếu như người anh nhìn thấy thật sự là cố tiểu thư thì cô lấy có lẽ đã rời khỏi hàn quốc rồi trương dương gật đầu thái độ hơi thất vọng kim mẫn nhi giơ tay ra nắm lấy tay hắn rồi nói xin lỗi trương dương cười nói chẳng có gì phải xin lỗi cả có phải là cô không muốn giúp tôi đâu?" Kim Mẫn Nhi nói, "Tôi tin rằng nhất định có một ngày anh và cô ấy sẽ được gặp nhau." Trương Dương cười, cầm cốc bia lên cùng ly với Kim Mẫn Nhi, tay hai người vẫn nắm lấy nhau, đột nhiên nghe thấy có một người ngạc nhiên nói, "Thị trưởng Trương." Trương đại quan giật mình, kinh thành lớn thế này, không ngờ hắn cũng gặp được người quen. Hắn quay đầu nhìn, thì nhìn thấy hai chị em Phùng Lộ và Phùng Nguyệt đứng đằng sau hắn. Kim Mẫn Nhi vội vàng rút tay về. Mặc dù vừa rồi cô chỉ là an ủi Trương Dương, nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Người gọi Trương Dương là Phùng Nguyệt, Phùng Lộ sau khi em gái gọi hắn mới để ý tới Trương Dương và Kim Mẫn Nhi. Nếu như cô ấy nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi của hai người, nhất định sẽ không gọi, dù sao thì Phùng Nguyệt vẫn còn nhỏ. Trương Dương cười nói, tôi còn tưởng là ai kia, hóa ra là hai chị em nhà cô à. Phùng Lộ cảm thấy hơi xấu hổ, nói nhỏ, thị trưởng Trương thật không ngờ gặp anh ở đây. Trương Dương nói, bạn tôi đến chơi, vì vậy tôi đã mời cô ấy đến toàn tụ Đức ăn cơm. Phùng Lộ nói, em gái tôi đến Kinh Thành tham gia cuộc thi toán, nên tôi đưa nó đến ăn vịt quay. Kim Mẫn Nhi cười nói, vậy thì cùng ăn đi. Trương Dương cũng đang có ý này. Phùng Lộ lắc đầu nói, không cần đâu, chúng tôi cũng xếp hàng được đến lượt rồi. Trương Dương nói, nhà đầu này, khách sáo gì cơ chứ? Bảo cô ngồi xuống, thì cô cứ ngồi đi. Kim Mẫn Nhi kéo Phùng Nguyệt ngồi xuống bên cạnh mình, hai chị em Phùng ra rất xinh xắn, nên được mọi người yêu thích. Trương Dương gọi đồ uống cho hai người, rồi lại bảo phục vụ mang lên nửa con vịt nữa, Phùng Nguyệt đến để ăn vịt quay, đương nhiên phải ăn con vịt nóng hổi vừa ra lò mới ngon. Trương Dương giới thiệu Kim Mẫn Nhi với họ, Phùng Nguyệt nghe nói Kim Mẫn Nhi là người Hàn Quốc, nhìn sang Kim Mẫn Nhi rất hiếu kỳ, cô nói kinh ngạc, Kim Tiểu Thư thật là xinh đẹp quá, Trước kia chúng tôi cũng từng nghe nói Hàn Quốc nhiều mỹ nữ, hôm nay mới tin là thật. Kim Mẫn Nhi cười nói, cô cũng rất xinh đẹp mà, hai chị em cô đều xinh đẹp cả. Trương Dương hỏi tình hình gần đây của Phùng Lộ, Phùng Lộ vẫn đang đi học, sau khi vào năm học, vì việc học bận rộn nên cô đã bỏ việc, hiện tại ngoài giờ học, cô có đi làm thêm ở một quán ăn nhanh gần trường, thành tích học tập vẫn xuất sắc như trước, đứng đầu trong số học sinh cùng khóa. Em gái Phùng Nguyệt giờ cũng đã lên cấp 3 năm sau đã thi đại học, thành tích của Phùng Nguyệt không kém gì chị gái, nhất định sẽ thi được vào trường điểm. Trương Dương ngầm khen ngợi, không biết Phùng Thiên Du dạy hai khuê nữ này thế nào. Phùng Nguyệt nói, thị trường Trương, từ khi anh rời khỏi phong trạch đã không về đó nữa, cha tôi thường xuyên nhắc đến anh, anh còn nói sẽ đến chỗ chúng tôi ăn thịt nướng, đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Trương Dương cười ha ha nói, được, đợi xong việc, tôi sẽ dành thời gian qua đó phùng nguyệt nói rất chân thành anh nói lời phải giữ lấy lời cán bộ nhà nước nói được phải làm được phùng lộ nói tiểu nguyệt em đừng bất lịch sự vậy trương dương mỉm cười nói những lời tôi từng nói có bao giờ là không thực hiện hắn nói với kim mẫn nhi đồ nướng của nhà thầy giáo phùng ngon lắm tôi đã từng ăn đồ nướng ở nhiều nơi nhưng không có chỗ nào ngon hơn nhà ông ấy đâu có thời gian tôi sẽ mời cô cùng đi kim mẫn nhi cười nói hy vọng anh đừng quên hai người đi ra từ toàn tụ đức màn đêm đã bao bọc kinh thành màu trời hơi âm u không nhìn thấy mặt trăng cũng không nhìn thấy sao dường như nhiệt độ đã giảm xuống một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn kim mẫn nhi ôm hai tay trong gió trương dương vội vàng cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô kim mẫn nhi nói chúng ta đi về đằng trước đi trương dương gật đầu đi cùng kim mẫn nhi về phía nam đoạn phố cổ đã rất khó để nhận ra diện mạo cổ kính nữa những người qua đường tấp nập bên cạnh đường huyên náo tấp nập bước đến đây không thể làm người ta có cảm giác quay về quá khứ kim mẫn nhi dường như muốn nói gì nhưng lại không nói hai người kề vai bên nhau đi đến cuối con đường phố cổ kim mẫn nhi nhẹ nhàng vén sợi tóc bị gió thổi bay rồi nhẹ nhàng nói về đi trương dương nói có muốn đi quảng trường xem chút không kim mẫn nhi nói ồn lắm nhiều người quá trương dương nói cô ở đâu khách sạn cẩm cung về đến chiếc xe của kim mẫn nhi trương dương ngồi vào chỗ ghế lái rồi nói với mẫn nhi đường ở kinh thành cô không quen để tôi đưa cô về kim mẫn nhi gật đầu sau khi đi được nửa đường kim mẫn nhi đột nhiên thay đổi ý định tôi có một vài việc muốn nói với anh trương dương nói về rồi nói kim mẫn nhi nói tìm một chỗ nào yên tĩnh chút đi trương đại quan nghĩ đi nghĩ lại hay là tôi đưa cô đến biệt viện hương sơn tối nay cô ở lại đó kim mẫn nhi ngay lập tức đỏ mặt Trương Đại Quan thấy cô xấu hổ, mới ý thức được cô đã hiểu nhầm ý hắn, à, nhà rộng lắm. Kim Mẫn Nhi gật đầu nói, tôi muốn đi xem xem. Trương Dương biết gần đây Trần Tuyết không đến biệt viện Hương Sơn, chỉ cần hắn ở Kinh Thành, Trần Tuyết sẽ chủ động tránh mặt, dù sao thì khu nhà này là của thiên chỉ tiên sinh tặng cho Trương Dương, nhưng có lẽ còn có một vài lý do khác nữa. Kim Mẫn Nhi bước vào khu vườn, rồi nhẹ nhàng cảm thán, môi trường ở đây thật là tốt trương dương nói cô nói muốn tìm một nơi yên tĩnh nên tôi mới nghĩ đến chỗ này kim mẫn nhi cười ngồi xuống bên bàn đá yên lặng ngắm nhìn cảnh đêm ở đây trương dương mở cửa phòng rồi đi nhà bếp đun nước kim mẫn nhi rất nhanh đã đi theo tóc cô hơi loạn bên ngoài gió to quá xem ra sắp mưa rồi trương dương nói mùa xuân vốn là mùa mưa nhiều cô đi tắm đi đã tôi đun nước pha trà cho cô kim mẫn nhi nói để tôi làm Việc này vốn dĩ nên để phụ nữ làm. Trương đại quan nhìn Kim Mẫn Nhi, cần phải nói về tư tưởng nữ quyền thì phụ nữ Trung Quốc nặng nề nhất. Kim Mẫn Nhi nói, anh đi tắm đi, để tôi làm. Trương đại quan tắm xong đi ra, Kim Mẫn Nhi đã pha trà xong ở phòng khách rồi, cô bưng trà đến trước mặt Trương Dương, rồi mới đi tắm, trước khi vào phòng tắm, cô lại nhớ ra điều gì, cô quay người đi ra cửa lấy một chiếc túi du lịch bên trong có quần áo, Trương Đại Quan thậm chí còn cho rằng lần này Kim Mẫn Nhi đến đây là có sự chuẩn bị. Cô nam quả nữ ở cùng một căn phòng, hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp thế này, Trương Đại Quan càng hiểu tâm ý của Kim Mẫn Nhi với mình, lúc này hắn đã có một số tư tưởng lệch lạc. Trương 1458, tặng người Hoa Hồng một Buổi tối hôm đó Trương Dương nhận lời mời của Tiết Vĩ Đồng tham gia cuộc hội họp thái tử ở tầng cao nhất, nói đến lần tụ họp này, trương dương đã từng tham gia một lần lần trước là để tuyên truyền khu đô thị mới đông giang trương đại quan đã dẫn cả cố dưỡng dưỡng đến vì lần hội họp đó còn kết thù với trần an bang đã có kinh nghiệm lần trước trương dương vốn không muốn đến chỗ những thái tử này nhưng vì người mời là tiết vĩ đồng nên hắn cũng không tiện chối từ dù sao thì trần an bang cũng đã bị hắn xử lý một lần giờ đây có lẽ đã tử tế hơn nhiều dù là có gặp mặt nhau thì chắc gã cũng không dám chủ động gây sự với hắn Chủ đề buổi hội họp hôm nay là vì từ thiện, Trương Dương Trương Dương đến nơi, mới phát hiện ra rằng người quen ở đó không hề ít, ngoài Chu Hưng Quốc, Từ Kiến Cơ, Phùng Lượng, Lương Khang và Trần An Bang trước kia đã từng có chuyện không vui với hắn cũng đã đến. Điều làm Trương Dương không ngờ đến là, An Đạt Văn cũng xuất hiện ở buổi hội họp tối hôm đó, vị hôn thê Lương Bách Ni cũng ở bên cạnh gã. Một đợt không gặp, An Đạt Văn dường như đã trưởng thành hơn, và cũng cao to hơn, đây là thành quả của việc gã thường xuyên tập thể dục, biết nhục mà phấn đấu sau khi an đạt văn bị trương dương tát một bà tai trước mặt mọi người đã mời mấy vị giáo sư đấm bốc đến dạy hắn đương nhiên hắn cũng biết rằng với trình độ của mình dù có luyện tập cả đời cũng không đánh được trương dương dường như cảm giác thấy ánh mắt của trương dương an đạt văn quay người nhìn về phía trương dương rồi cười trương dương cũng cười lại rất lịch sự tiết vĩ đồng lạnh lùng nhìn an đạt văn rồi thấp giọng nói thật không ngờ anh ta còn dám đến trương dương nói lá gan của cậu ta từ trước đến giờ đều không nhỏ mà hắn đột nhiên nhớ đến chuyện xung đột lần trước giữa tiết vĩ đồng và an đạt văn tiết vĩ đồng nhận được một cuộc điện thoại trong tình huống mình hoàn toàn chiếm ưu thế với tính tình nóng nảy của tiết vĩ đồng không ngờ cô ta lại thay đổi chủ ý sau khi nghe cuộc điện thoại đó bỏ qua cho an đạt văn trương dương chẳng bao giờ hỏi rốt cuộc là cuộc điện thoại đó do ai gọi đến có điều lúc đó đã có thể đoán ra rằng người gọi điện đến nhất định có mối quan hệ rất mật thiết với tiết vĩ đồng ngày càng hiểu thêm về Tiết Vĩ Đồng. Hắn lờ mờ đoán được, người này có lẽ là cha của Tiết Vĩ Đồng, Tiết Thế Luân, Tiết ra chỉ có mình y làm ăn buôn bán ở ngoài, cũng chỉ có y có khả năng liên lạc với An Đạt Phan nhất. Tiết Vĩ Đồng vẫn ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ, trông rất giống đàn ông, điều này làm cho cô ta độc đáo trong tất cả những người con gái tham gia buổi tối hôm nay. Sự xuất hiện của Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn của khách mời, Đương nhiên là vì sự xuất hiện của Tiết Vĩ Đồng, cô ta mặc một bộ đồ trung sơn màu đen, mái tóc ngắn đến độ không thể ngắn hơn, ngước đầu ưỡn ngực, bước chân mạnh khỏe, nhìn từ đằng xa chẳng ai nghĩ rằng đây là một cô gái. Từ kiến cờ dẫn Hồng Nguyệt xinh đẹp đi đến chào, vị mỹ nữ này hôm nay không mặc đồ quân đội, mà mặc một bộ váy dài cổ thấp, lộ ra nước da trắng nõn của cô. Tiết Vĩ Đồng nói, "Anh hai, chị Nguyệt em xinh thế này, anh phải để mắt cho kỹ đấy." Đừng để người khác để ý đến thì phiền lắm." Khi nói những lời này, cô ta lại quay ra nhìn sang Trương Dương. Trương đại quan vô cùng chán nản, chẳng lẽ hình tượng của hắn trong đầu Tiết Vĩ Đồng lại như thế này sao? Hồng Nguyệt là ai chứ? Là chị dâu tương lai, người làm huynh đệ như hắn nhìn chút thì được, nhưng tuyệt đối không bao giờ có ý gì. Hơn nữa, Trương đại quan còn chẳng làm hết việc của mình, làm gì có tâm trạng đâu đi để ý bạn gái người khác. Từ kiến cơ cười nói, người để ý đến chị em thì nhiều lắm, anh quản không nổi. Hồng Nguyệt Điệu đã nói, anh chỉ biết nói linh tinh thôi, dù sao thì trong lòng em chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Từ lời này của cô ấy đã có thể chứng minh rằng cô ấy là một người cực kỳ thông minh, đã bày tỏ được tình cảm của mình với từ kiến cơ một cách khéo léo. Trương Dương cười nói, thấy hai người ân ái vậy, thật là làm người ta khâm phục. Từ kiến cơ cười nói, khâm phục cái gì? Chẳng phải cậu có yên nhiên rồi sao? Trương Dương nói, yên nhiên đang ở Mỹ mà. Tiết Vĩ Đồng nói, không sao, cô ấy không có ở đây, để em thay thế. Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều ngứa ra, Tiết Vĩ Đồng trừng mắt nói, nhìn cái gì? Có gì mà hiếu kỳ, tôi ở bên cạnh anh ba thì làm sao? Những người như mấy người ấy à, tư tưởng thật là đen tối quá đi. Ai tư tưởng đen tối đấy? Chu Hưng Quốc cười hà hà bước đến, từ kiến cơ nói, còn ai nữa, đương nhiên là lão tam. Trương Đại quan cười nói, "Được, người làm em như tôi đúng là phải chịu tiếng xấu rồi, tôi thừa nhận tôi đầu óc đen tối, nhưng đó là đối với người khác, đối với anh chị em, tôi thuần chất đến độ không còn thuần chất được nữa, còn còn thuần chất hơn cả nước chất nữa." Chu Hưng Quốc cười nói, đúng là tự rát vàng lên mặt mình. Gã gọi mấy anh em xuống ngồi vào bàn. Trương Dương cầm một cốc rượu vang lên, nhấm một ngụm rồi nói, "Tối nay tiết mục từ thiện có nội dung gì vậy?" Chu Hưng Quốc nói, chủ động cung cấp đồ bán đấu giá cho bên làm từ thiện, tất cả số tiền đấu giá được sẽ quyên góp cho việc xây dựng khu Tây Nam Sơn. Tiết Vĩ Đồng nói, đại ca, anh mang gì đến vậy? Chu Hưng Quốc cười nói, tạm thời phải giữ bí mật, đợi lúc nữa mọi người sẽ biết. Lúc này cô gái tiếp tân đã đến để thống kê số đồ bán đấu giá. Trương Đại Quan cũng mang một thứ đến, đó chính là bức đại ái vô cương của hắn đích thân viết, thư pháp của tên này từng có được giá 2 triệu nhân dân tệ, hôm nay hắn cũng muốn thử xem liệu thư pháp của hắn rốt cuộc bán được mức giá thế nào. Hai người MC đến từ Kinh Thành dẫn dắt buổi đấu giá từ thiện hôm nay, sau khi nam nữ MC nói một chàng những lời xúc động, liền mời Chu Hưng Quốc lên phát biểu, Chu Hưng Quốc không những là đại ca của mấy người Trương Dương, còn là lão đại trong đám thái tử Kinh Thành. Chu Hưng Quốc bước lên đài chủ tịch, hắn cười khiêm tốn các vị khách quý, ở đây có các bạn mới, các bạn cũ, hôm nay mọi người đến đây cùng chung một mục đích, đó chính là từ thiện. Dùng hành động thực tế của chúng ta để làm chút gì đó cho đất nước, làm chút gì đó cho những trẻ em nghèo ở miền núi Tây Nam. Hội trường nổ lên chàng vỗ tay, tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt, vì những vị khách có mặt ở đây đều rất lý trí, họ sẽ không mù quáng, họ đều có đầu óc tỉnh táo biết cách phân tích vấn đề, không dễ dàng rơi vào tình trạng mù quáng. Chu Hưng Quốc nói, hành thiện tích đức, Giúp đỡ đói nghèo từ trước đến giờ đều là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và cũng là một bước đánh dấu quan trọng cho việc xã hội phát triển văn minh, với tinh thần người người hành thiện, vui vẻ từ thiện trên mảnh đất Trung Hoa này, để lập nên một quỹ từ thiện, làm tốt công tác từ thiện, chúng tôi đã mở cuộc đấu giá từ thiện ở đây, sau đây tôi xin mời mọi người xem một đoạn video về các em nhỏ vùng núi Tây Nam. Ánh đèn hội trường tối đi, ánh mắt mọi người tập trung vào màn hình ở phía trước mặt. Trên màn hình xuất hiện tất cả những cảnh của trường học miền núi. Hình ảnh và âm thanh mang lại cho người xem những xúc cảm sinh động hơn lời nói rất nhiều, khi đoạn băng được phát hết, vành mắt rất nhiều người đã đỏ, thật ra, trong lòng mỗi người đều có sự tồn tại của mặt thiện, chỉ là ít nhiều khác nhau mà thôi. Chu Hưng Quốc nói, tặng người hoa hồng, hương thơm lưu lại, từ thiện vô biên, ai cũng làm được, hãy để chúng ta cùng hành động, cùng tham dự vào cuộc đấu giá từ thiện lần này, dùng tấm lòng để làm cảm động mỗi người dùng tình yêu để ôm ấp mỗi ngày, nắm tay hành thiện, cùng sáng tạo tương lai. Tiếng vỗ tay lần này đã lớn hơn lần trước rất nhiều. Đồ bán đấu giá đầu tiên chính là một đôi vòng tay ngọc phỉ thúy của Chu Hưng Quốc. Lễ tân sau khi lấy đôi vòng tay ra, ngay lập tức hội trường đã ảo lên kinh ngạc, chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, đôi vòng ngọc phỉ thúy này ít nhất cũng phải hơn một triệu. Chu Hưng Quốc quả nhiên không phải người thường, vừa ra tay đã làm cho mọi người kinh ngạc, đây cũng là vì để có một sự khởi đầu tốt đẹp. Tiết Vĩ Đồng lường Chu Hưng Quốc rồi nói, xì, sì, còn tưởng là đồ gì hay ho, chẳng qua chỉ là một đôi vòng ngọc thôi mà, còn thần bí vậy nữa. Chu Hưng Quốc cười nói, anh biết em sẽ chẳng hứng thú đâu. Giá đưa ra cho đôi vòng ngọc này là 200.000, bên này vừa tuyên bố, An Đạt Văn đã dơ biển, 1 triệu. Hội trường lại ồ lên kinh ngạc, chẳng ai ngờ vừa mới bắt đầu đã có người ra giá như vậy, giá của chiếc vòng có lẽ cũng chỉ đến trăm vạn, cái giá An Đạt Văn đưa ra không hề thấp chút nào. Lương Bá Ni mặt lộ ra một nhụ cười nhàn nhạt, nhạt, rõ ràng rằng đôi vòng ngọc này An Đạt Văn sẽ tặng cho cô ta. An Đạt Văn sau khi ra giá xong, ánh mắt hướng về bên Tiết Vĩ Đồng. Khác với những gì gã nghĩ, Tiết Vĩ Đồng tỏ ra rất bình tĩnh, chẳng có ý tham dự vào việc đấu giá. Trương Dương cũng cảm thấy kỳ lạ, với tính tình của Tiết Vĩ Đồng, lần đấu giá trước đã thất bại trong tay An Đạt Văn, lần này có cơ hội có lẽ phải dành về thể diện mới đúng, nhưng thấy Tiết Vĩ Đồng không biểu lộ gì, Trương Dương đã rất nhanh hiểu được lý do trong đó, nhất định có người nói với Tiết Vĩ Đồng rằng đừng gây xung đột với An Đạt Văn, nếu không cô ấy sẽ chẳng nuốt trôi cục tức này. Chiếc phòng phỉ thúy rất nhanh đã bị An Đạt Văn mua được với giá 1 triệu, vị hôn thê của gã là Lương Bá Ni cùng đi lên đài chủ tịch để lĩnh thưởng, MC để gã phát biểu vài lời. An Đạt Văn cầm micro lên rồi nói, chào mọi người, có lẽ tôi xa lạ với đại đa số người ngồi đây tôi là an đạt văn đến từ hồng kông hiện tại tôi là chủ tịch tập đoàn thế kỷ an thái của hồng kông hội trường vang lên tiếng vỗ tay lịch sự an đạt văn nói tôi bỏ ra một triệu để mua đôi vòng phỉ thúy này một là để hiến tặng tình bác ái hai là vì vợ chưa cưới của tôi thích nó trương dương nói thấp giọng với chu hưng quốc anh không sợ chút nữa cậu ta nói rằng đôi vòng này của anh là đồ dởm sao tiết vĩ đồng nghe thấy rất rõ ở bên cạnh nhớ đến thủ đoạn lần trước An Đạt Phân làm với cha Tấn Bắc liền thấp giọng cười nói ra thì thật là lạ cô ta lại có vẻ chờ đợi xuất hiện việc này Chu Hưng Quốc cười điềm đạm không nói gì hết mặc dù An Đạt Phân có chút thực lực nhưng tiểu tử này không dám khiêu khích chính diện với gã trên mảnh đất kinh thành này số lượng thái tử không ít nhưng người thật sự dám đứng ra khiêu khích Chu Hưng Quốc chẳng có ai điều này có quan hệ mật thiết với thực lực của Chu gia Địa vị trong đám thái tử không dựa vào việc anh có bao nhiêu tiền, mà phải xem bối cảnh gia đình anh sâu đến đâu, trên quan trường cũng phải xem bối cảnh, chỉ có những cây to dễ sâu, mới có thể trở thành đối tượng hàng đầu để tránh mưa tránh gió. Chu gia ba đời đều làm quan, Chu hưng dân đời thứ ba giờ đây đã trở thành tỉnh trưởng Bình Hải, là người tiếp nối được giới cấp cao đánh giá cao, bối cảnh thế này không ai có thể bị được. Dù là kiều gia và tiết gia, cũng không thể so với Chu gia trên đàn chính trị, mặc dù trước kia Kiều Lão đã từng hùng bá, nhưng giờ đây Kiều Lão đã về hưu, danh vọng của Kiều Gia đã không được như trước nữa, còn về Tiết Gia, hai ba đời Tiết Gia đều không có nhân vật nào xuất sắc về chính trị. chương 1459, Tặng Người Hoa Hồng 2 An Đạt Phan mỉm cười với Chu Hưng Quốc, rồi gã lại nói tôi phải cảm ơn buổi lễ từ thiện nãy, đã cho tôi cơ hội để hiến tặng lòng hào tâm của mình. Đồng thoi tôi cũng cảm ơn Chu Hưng Quốc Tê Yên Sinh đã quyên góp đồ vật này. Ở đây tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một người, đó chính là ông nội tôi, khi ông còn sống luôn hướng về sự nghiệp từ thiện, ông đã xây dựng gần 100 ngôi trường tiểu học Hồng Kỳ ở Giang Thành. Những việc ông nội tôi làm có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, nó đã ảnh hưởng đến nhân sinh quan của tôi, làm tôi hiểu được cái gì gọi là lòng bác ái. Nhân dịp này, tôi muốn tuyên bố với tất cả các bạn ở đây, để biểu lộ sự quan tâm của tôi với sự nghiệp từ thiện, trên cơ sở một triệu vừa rồi, tôi sẽ quyên góp thêm 200.000 nữa. Dùng để cải thiện điều kiện giáo dục của trường tiểu học Tây Nam, về sau tôi sẽ kiên trì với những hành động từ thiện. Hội trường rầm rập tiếng vỗ tay, gần như có thể đoán trước được rằng buổi tiệc từ thiện tối nay nhất định sẽ thành công, vì dù sao nó đã có một mở đầu tốt đẹp. Được An Đạt Văn và Chu Hưng Quốc mở đầu, mọi người đều nhiệt tình hẳn lên, nhưng giá của hơn 10 đồ bán đấu giá tiếp theo đều không cao. Cuối cùng đã đến lượt Trương Đại Quan, hai cô gái lễ tân cầm bức thư pháp của hắn đến rồi mở ra bốn chữ đại ái vô cương như rồng bay phượng múa, khí phách vô thường. Tất cả những người đến đây đều là con cháu quan gia, hầu hết bậc cha ông của họ đều thích thư pháp, vì vậy, những người này nhất định có trình độ thẩm mỹ. Nhìn thấy bức thư pháp này đều cảm thấy vô cùng phi thường, cái đó gọi là người ngoại đạo không hiểu, người trong ngành lại hiểu, trong đó có mấy người khách hiểu về thư pháp đã đến gần để xem rồi. Giá ban đầu của bức chữ Trương Dương viết không cao, 1.000 tệ, sau khi MC giới thiệu, ở bên dưới ngay lập tức vang lên một giọng nói khinh thường, tôi bỏ ra một tệ. Khiêu khích, đúng là sự khiêu khích một cách trắng trợn, tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói phát ra, Trần An bang một tay chống cầm một tay dơ lên, giơ ngón tay trỏ biểu thị số một chứ không phải số nào khác. Trương Đại Quan vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy nực cười, tên này thật là không biết sống chết, lần trước ngay cả con ngựa đua cũng bị kiều bằng phi bắn chết rồi, mà vẫn không học được bài học kinh nghiệm. Không ngờ con cháu quan gia cũng có loại vô loại thế này. Thái độ của người MC hơi khó xử, vị MC nữ cười rồi nói, vị tiên sinh này, giá sản của bức chữ này là một nghìn nhân dân tệ. Trần An Bang nói, cô không nghe rõ à, tôi ra một tệ. Tên này chẳng biết liêm sỉ là gì. Hồng Nguyệt giơ tay rồi nói, một vạn, cô ra giá thay cho từ kiến cơ, để Trương Dương không bị khó xử. Thật ra từ kiến cơ giơ một ngón tay ra để muốn Hồng Nguyệt hết giá một triệu, hôm nay gã đã chuẩn bị quyên góp một triệu, nhưng Hồng Nguyệt rõ ràng là không hiểu ý gã, hơn nữa, cô ấy cũng thiếu một cái nhìn đánh giá chuẩn xác với bức thư pháp của Trương Dương, nên mới ra cái giá 10.000, cái giá này cũng được coi là thấp nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Trương đại quan rất lạnh lùng, hắn rất tự tin vào tác phẩm của mình, Trần An Bang trong mắt hắn chỉ là một thằng hề không hơn, một đứa trẻ đã được quá nuông chiều, không cần thiết phải đi đấu đá với gã. Tôi ra giá 50.000, người ra giá này lại là An Đạt Văn. Trương Dương cảm thấy nực cười, tên này ra giá cho hắn, thật là mắt trời mọc ở đằng Tây. Vì Tiết Vĩ Đồng và Trương Dương cùng một đội, nên lúc này đương nhiên không tiện ra giá, để đỡ người khác nghĩ rằng tự đề cao bản thân. 500.000, ở góc vang lên tiếng một người. Khoảng cách giữa các giá lớn như vậy, ngay lập tức làm mọi người đều nhìn qua đó. Kiều Bằng Cử mặc một bộ đồ vest màu đen dơ hẳn tay lên, vì Kiều Bằng Cử vào rất muộn, vì vậy Trương Dương không để ý đến sự xuất hiện của gã. Sự xuất hiện của Kiều bằng cử tối nay đã làm thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, từ khi gã thoát được cái nạn ở Hồng Kông, đã rất lâu không lộ mặt trong giới thái tử kinh thành, không biết hôm nay gã xuất hiện có ý nghĩa gì. Tiếng của người MC đã cất lên, 500.000. Kiều tiên sinh đã ra giá 500.000 cho bức chữ này. Lần này Từ Kiến Cơ không dám để Hồng Nguyệt ra giá nữa, phụ nữ dù sao vẫn là phụ nữ không thể nào có cái nhìn đại cục như của đàn ông, gã liền nói, một triệu. Thể diện của anh em nhất định phải giữ, dù sao thì món tiền này đã chuẩn bị để tiêu, chẳng bằng dùng để giữ thể diện cho anh em. Kiều bằng cử cười với từ kiến cơ, rồi gã đột nhiên giơ tay, hai triệu. Nếu như là trước kia, Kiều bằng cử làm vậy nhất định không gây sự ngạc nhiên gì, nhưng sự việc gã gặp phải ở Hồng Kông dường như tất cả mọi người đều biết rằng gã đã tiêu hết tất cả số tiền tích lũy được cuối cùng còn phải dựa vào em gái để trả nợ, sau việc đó Kiều Bằng Cử đã mai danh ẩn tích một thời gian rất dài, không ngờ hôm nay gã lại có một sự xuất hiện đáng ngạc nhiên như vậy. Từ kiến cơ không hết giá tiếp với Kiều Bằng Cử nữa, vì gã nhận ra, hôm nay Kiều Bằng Cử đến để giành chiến thắng, Kiều Bằng Cử muốn tuyên bố với trước mặt tất cả thái tử kinh thành, gã đã trở về, hơn nữa, trở về bằng cách quang minh chính đại này để trở về, gã đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đen đầu tư nội tâm của đám thái tử gia này đều không đơn giản vậy họ nghĩ sâu rộng hơn người bình thường rất nhiều kiều bằng cử dám lộ diện ở kinh thành điều này có nghĩa là tất cả những vấn đề trước đó của gã đã được giải quyết kiều gia vẫn có thực lực hùng hậu kiều bằng cử gây ra chuyện lớn như vậy mà có thể giải quyết trong thời gian ngắn còn cha của gã kiều trấn lương từ chức bí thư tỉnh bình hải giờ đã trở thành bộ trưởng bộ nông nghiệp cũng dường như không có tổn thất quá lớn nguyên nhân của việc này còn vì có kiều lão mặc dù kiều lão đã ra khỏi đàn chính trị nhưng ảnh hưởng của ông vẫn còn đó trương dương đích thân thu bức chữ của mình rồi đưa cho kiều bằng cử khi hai người bắt tay trương dương cười thấp giọng nói bằng cử cảm ơn anh nhiều lắm hắn cảm ơn kiều bằng cử vì đã đứng ra giúp hắn lấy lại thể diện kiều bằng cử điềm đạm cười nói không cần cảm ơn tôi có người khác nhờ tôi trương đại quan giật mình hắn ngay lập tức ý thức được điều gì đó rồi thấp giọng nói mộng viện về rồi ư Kiều Bằng cử lắc đầu nói, không. Sau khi buổi đấu giá từ thiện đã kết thúc, mọi người tổ chức vũ hội, Trương Dương mời Tiết Vĩ Đồng xuống nhảy, tư thế nhảy của Tiết Vĩ Đồng hơi cứng, may mà có một tuyển thủ gần như chuyên nghiệp là Trương Dương phối hợp với cô ấy. Khi hai người cọ sát vai qua Trần An Bang, Trương Đại Quan cố tình hút về đằng sau, đập vào lườn của Trần An Bang, Trần An Bang ngay lập tức đau đến độ ôm lấy ngực khuỵu xuống, mặt xanh lét trương đại quan đã làm việc xấu còn cố tình hỏi thăm xin lỗi tôi không nhìn thấy an bang anh không sao chứ trần an bang nhìn hắn đầy hằn học tiết vĩ đồng thở dài nói đều bị anh nhìn thấy hết rồi câu nói này nói với trương dương nhưng thật ra lại nhằm nói trần an bang có mắt không tròng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải dựa vào thực lực mặc dù trần an bang cũng là một trong những thành viên của đám thái tử kinh thành nhưng nếu so với tiết vĩ đồng Chu Hưng Quốc thì vẫn còn kém xa một bậc, giờ đây Tiết Vĩ Đồng rõ ràng là đang giúp Trương Dương ức hiếp gã, gã chỉ có thể ngậm hột thị mà thôi. Chưa nhảy xong khúc nhạc, Trần An Bang đã lùi về, cầm cốc rượu trên bàn uống một hơi hết sạch. An Đạt Văn ở bên cạnh nhìn gã đồng tình, mặc dù tiểu tử này bị thiệt, nhưng đó là do gã tự tìm mà thôi, nếu như gã không nói ra câu một tệ chọc tức Trương Dương, thì chưa chắc đã bị Trương Dương chọc như vậy. Trương Dương đánh Trần An Bang một nhát chỉ là để gã nhớ cho kỹ, hành động vô lại của tên tiểu tử này đúng là làm người khác ghét. Tiết Vĩ Đồng và Trương Dương nhảy xong điệu này, nói gì cô cũng không chịu nhảy tiếp, Trương Dương đưa cô đến vườn hoa ở tầng thượng uống rượu, Kiều Bằng Cử cũng đi cùng, gã chào Tiết Vĩ Đồng tiết ra, tóc cô ngày càng ngắn rồi. Tiết Vĩ Đồng cười nói, anh Bằng Cử, khí sắc của anh tốt lắm. Kiều Bằng Cử nói, câu này thật kỳ lạ, từ trước đến giờ tôi vẫn như vậy mà tiết vĩ đồng đáp chưa chắc thời gian trước tâm trạng của anh chưa chắc đã tốt như thế này kiều bằng cử cười ha ha gã cầm cốc rượu lên chạm chén với tiết vĩ đồng rồi nói tiết ra động vào vết thương của tôi hành vi này của cô không hay lắm nhỉ tiết vĩ đồng nói tôi muốn thử thách tố chất tâm lý của anh giờ xem ra anh đã qua cửa rồi kiều bằng cử nói trải qua việc này tâm trạng của tôi đã hoàn toàn yên ổn rồi tiết vĩ đồng nói anh bằng cử tôi nghe nói anh về kinh thành từ lâu rồi, sao không thấy anh ra mặt vậy? kiều bằng cử nói không phải tôi không muốn lộ mặt, mà là cha tôi không để tôi ra ngoài, còn liên thủ với ông nội tôi cấm vận tôi nữa. tiết vĩ đồng cười rất vui vẻ, cô uống một ngụm rượu rồi nói hôm nay là ngày anh được thả à? kiều bằng cử nói coi như là vậy, ngày mai tôi đi mỹ, tối nay là đêm cuối cùng tôi ở lại kinh thành, vì thế cha tôi thả cho tôi ra ngoài, để tôi đi lại xung quanh kinh thành. Tìm bạn bè Hàn nguyên chút. Trương Dương nói, anh phải đi rất lâu sao? Kiều Bằng Cử nói, ít nhất cũng phải nửa năm. Chương 1460, tặng người hoa hồng ba. An Đạt Phan mỉm cười với Chu Hưng Quốc, rồi gã lại nói, tôi phải cảm ơn buổi lễ từ thiện nãy, đã cho tôi cơ hội để hiến tặng lòng hảo tâm của mình, đồng thời tôi cũng cảm ơn Chu Hưng Quốc Tê Yên Sinh đã quyên góp đồ vật này. Ở đây tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một người. Đó chính là ông nội tôi, khi ông còn sống luôn hướng về sự nghiệp từ thiện, ông đã xây dựng gần 100 ngôi trường tiểu học Hồng Kỳ ở Giang Thành. Những việc ông nội tôi làm có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, nó đã ảnh hưởng đến nhân sinh quan của tôi, làm tôi hiểu được cái gì gọi là lòng bác ái. Nhân dịp này, tôi muốn tuyên bố với tất cả các bạn ở đây, để biểu lộ sự quan tâm của tôi với sự nghiệp từ thiện, trên cơ sở một triệu vừa rồi, tôi sẽ quyên góp thêm 200.000 nữa, dùng để cải thiện điều kiện giáo dục của trường tiểu học Tây Nam. Về sau tôi sẽ kiên trì với những hành động từ thiện. Hội trường rầm rập tiếng vỗ tay, gần như có thể đoán trước được rằng buổi tiệc từ thiện tối nay nhất định sẽ thành công, vì dù sao nó đã có một mở đầu tốt đẹp. Được An Đạt Văn và Chu Hưng Quốc mở đầu, mọi người đều nhiệt tình hẳn lên, nhưng giá của hơn 10 đồ bán đấu giá tiếp theo đều không cao. Cuối cùng đã đến lượt Trương Đại Quan, hai cô gái lễ tân cầm bức thư pháp của hắn đến rồi mở ra, bốn chữ đại ái vô cương như rồng bay phượng múa khí phách vô thường. Tất cả những người đến đây đều là con cháu quan gia, hầu hết bậc cha ông của họ đều thích thư pháp, vì vậy, những người này nhất định có trình độ thẩm mỹ. Nhìn thấy bức thư pháp này đều cảm thấy vô cùng phi thường, cái đó gọi là người ngoại đạo không hiểu, người trong ngành lại hiểu, trong đó có mấy người khách hiểu về thư pháp đã đến gần để xem rồi. Giá ban đầu của bức chữ Trương Dương viết không cao, 1.000 tệ, sau khi MC giới thiệu, ở bên dưới ngay lập tức vang lên một giọng nói khinh thường tôi bỏ ra một tệ khiêu khích đúng là sự khiêu khích một cách trắng trợn tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói phát ra Trần An bang một tay chống cầm một tay dơ lên giơ ngón tay trỏ biểu thị số một chứ không phải số nào khác Trương Đại Quan vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy nực cười tên này thật là không biết sống chết lần trước ngay cả con ngựa đua cũng bị kiều bằng phi bắn chết rồi mà vẫn không học được bài học kinh nghiệm không ngờ con cháu quan gia cũng có loại vô loại thế này Thái độ của người MC hơi khó xử, vị MC nữ cười rồi nói, vị tiên sinh này, giá sản của bức chữ này là một nghìn nhân dân tệ. Trần An Bang nói, cô không nghe rõ à, tôi ra một tệ. Tên này chẳng biết liêm sỉ là gì. Hồng Nguyệt giơ tay rồi nói, một vạn, cô ra giá thay cho từ kiến cơ, để Trương Dương không bị khó xử. Thật ra từ kiến cơ dơ một ngón tay ra để muốn Hồng Nguyệt hết giá một triệu, hôm nay gã đã chuẩn bị quyên góp một triệu, nhưng Hồng Nguyệt rõ ràng là không hiểu ý gã, hơn nữa, cô ấy cũng thiếu một cái nhìn đánh giá chuẩn xác với bức thư pháp của Trương Dương, nên mới ra cái giá 10.000, cái giá này cũng được coi là thấp nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Trương đại quan rất lạnh lùng, hắn rất tự tin vào tác phẩm của mình, Trần An Bang trong mắt hắn chỉ là một thằng hề không hơn, một đứa trẻ đã được quá nuông chiều, không cần thiết phải đi đấu đá với gã. Tôi ra giá 50.000, người ra giá này lại là An Đạt Văn. Trương Dương cảm thấy nực cười, tên này ra giá cho hắn, thật là mắt trời mọc ở đằng Tây. Vì Tiết Vĩ Đồng và Trương Dương cùng một đội, nên lúc này đương nhiên không tiện ra giá, để đỡ người khác nghĩ rằng tự đề cao bản thân. 500.000, ở góc vang lên tiếng một người. Khoảng cách giữa các giá lớn như vậy, ngay lập tức làm mọi người đều nhìn qua đó. Kiều Bằng Cử mặc một bộ đồ vest màu đen dơ hẳn tay lên, vì Kiều Bằng Cử vào rất muộn, vì vậy Trương Dương không để ý đến sự xuất hiện của gã sự xuất hiện của Kiều Bằng Cử tối nay đã làm thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, từ khi gã thoát được cái nạn ở Hồng Kông, đã rất lâu không lộ mặt trong giới thái tử kinh thành, không biết hôm nay gã xuất hiện có ý nghĩa gì. Tiếng của người MC đã cất lên, 500.000. Kiều Tiên Sinh đã ra giá 500.000 cho bức chữ này. Lần này từ kiến cơ không dám để Hồng Nguyệt ra giá nữa, phụ nữ dù sao vẫn là phụ nữ, không thể nào có cái nhìn đại cục như của đàn ông, gã liền nói, một triệu thể diện của anh em nhất định phải giữ, dù sao thì món tiền này đã chuẩn bị để tiêu, chẳng bằng dùng để giữ thể diện cho anh em." Kiều Bằng cử cười với từ kiến cơ, rồi gã đột nhiên giơ tay, "2 triệu." Nếu như là trước kia, Kiều Bằng cử làm vậy nhất định không gây sự ngạc nhiên gì, nhưng sự việc gã gặp phải ở Hồng Kông dường như tất cả mọi người đều biết rằng gã đã tiêu hết tất cả số tiền tích lũy được, cuối cùng còn phải dựa vào em gái để trả nợ sau việc đó Kiều Bằng Cử đã mai danh ẩn tích một thời gian rất dài, không ngờ hôm nay gã lại có một sự xuất hiện đáng ngạc nhiên như vậy. Từ kiến cơ không hét giá tiếp với Kiều Bằng Cử nữa, vì gã nhận ra, hôm nay Kiều Bằng Cử đến để giành chiến thắng, Kiều Bằng Cử muốn tuyên bố với trước mặt tất cả thái tử kinh thành, gã đã trở về, hơn nữa, trở về bằng cách quang minh chính đại này để trở về, gã đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đen đầu tư. Nội tâm của đám thái tử gia này đều không đơn giản vậy, Họ nghĩ sâu rộng hơn người bình thường rất nhiều, Kiều Bằng Cử dám lộ diện ở kinh thành, điều này có nghĩa là tất cả những vấn đề trước đó của gã đã được giải quyết, Kiều gia vẫn có thực lực hùng hậu, Kiều Bằng Cử gây ra chuyện lớn như vậy mà có thể giải quyết trong thời gian ngắn, còn cha của gã Kiều Trấn Lương từ chức bí thư tỉnh Bình Hải giờ đã trở thành bộ trưởng bộ nông nghiệp, cũng dường như không có tổn thất quá lớn, nguyên nhân của việc này. Còn vì có Kiều lão, mặc dù Kiều lão đã ra khỏi đàn chính trị, nhưng ảnh hưởng của ông vẫn còn đó trương dương đích thân thu bức chữ của mình rồi đưa cho kiều bằng cử khi hai người bắt tay trương dương cười thấp giọng nói bằng cử cảm ơn anh nhiều lắm hắn cảm ơn kiều bằng cử vì đã đứng ra giúp hắn lấy lại thể diện kiều bằng cử điềm đạm cười nói không cần cảm ơn tôi có người khác nhờ tôi trương đại quan giật mình hắn ngay lập tức ý thức được điều gì đó rồi thấp giọng nói mộng viện về rồi ư kiều bằng cử lắc đầu nói không sau khi buổi đấu giá từ thiện đã kết thúc Mọi người tổ chức vũ hội, Trương Dương mời Tiết Vĩ Đồng xuống nhảy, tư thế nhảy của Tiết Vĩ Đồng hơi cứng, may mà có một tuyển thủ gần như chuyên nghiệp là Trương Dương phối hợp với cô ấy. Khi hai người cọ sát vai qua Trần An Bang, Trương đại quan cố tình húc về đằng sau, đập vào lườn của Trần An Bang, Trần An Bang ngay lập tức đau đến độ ôm lấy ngực khuỵu xuống, mặt xanh lét. Trương đại quan đã làm việc xấu còn cố tình hỏi thăm, "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, An Bang, anh không sao chứ?" Trần An Bang nhìn hắn đầy hằn học. Tiết Vĩ Đồng thở dài nói, đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Câu nói này nói với Trương Dương, nhưng thật ra lại nhằm nói Trần An Bang có mắt không tròng. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều phải dựa vào thực lực, mặc dù Trần An Bang cũng là một trong những thành viên của đám thái tử kinh thành, nhưng nếu so với Tiết Vĩ Đồng, Chu Hưng Quốc thì vẫn còn kém xa một bậc, giờ đây Tiết Vĩ Đồng rõ ràng là đang giúp Trương Dương ước hiếp gã, gã chỉ có thể ngậm hột thị mà thôi. Chưa nhảy xong khúc nhạc, Trần An Bang đã lùi về, cầm cốc rượu trên bàn uống một hơi hết sạch. An Đạt Phan ở bên cạnh nhìn gã đồng tình, mặc dù tiểu tử này bị thiệt, nhưng đó là do gã tự tìm mà thôi. Nếu như gã không nói ra câu một tệ chọc tức Trương Dương, thì chưa chắc đã bị Trương Dương chọc như vậy. Trương Dương đánh Trần An Bang một nhát chỉ là để gã nhớ cho kỹ, hành động vô lại của tên tiểu tử này đúng là làm người khác ghét. Tiết Vĩ Đồng và Trương Dương nhảy xong điệu này, nói gì cô cũng không chịu nhảy tiếp. Trương Dương đưa cô đến vườn hoa ở tầng thượng uống rượu, Kiều Bằng Cử cũng đi cùng, gã chào Tiết Vĩ Đồng tiết ra, tóc cô ngày càng ngắn rồi. Tiết Vĩ Đồng cười nói, anh Bằng Cử, khí sắc của anh tốt lắm. Kiều Bằng Cử nói, câu này thật kỳ lạ, từ trước đến giờ tôi vẫn như vậy mà. Tiết Vĩ Đồng đáp, chưa chắc đâu, thời gian trước, tâm trạng của anh chưa chắc đã tốt như thế này. Kiều Bằng Cử cười ha ha, gã cầm cốc rượu lên chạm chén với Tiết Vĩ Đồng rồi nói, Tiết ra, động vào vết thương lòng của tôi, hành vi này của cô không hay lắm nhỉ. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi muốn thử thách tố chất tâm lý của anh mà thôi, giờ xem ra anh đã qua cửa rồi. Kiều Bằng Cử nói, trải qua việc này, tâm trạng của tôi đã hoàn toàn yên ổn rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, anh Bằng Cử, tôi nghe nói anh về Kinh Thành từ lâu rồi, sao không thấy anh ra mặt vậy? Kiều Bằng Cử nói, không phải tôi không muốn lộ mặt, mà là cha tôi không để tôi ra ngoài còn liên thủ với ông nội tôi cấm vận tôi nữa tiết vĩ đồng cười rất vui vẻ cô uống một ngụm rượu rồi nói hôm nay là ngày anh được thả à kiều bằng cử nói coi như là vậy ngày mai tôi đi mỹ tối nay là đêm cuối cùng tôi ở lại kinh thành vì thế cha tôi thả cho tôi ra ngoài để tôi đi lại xung quanh kinh thành tìm bạn bè hàn huyên chút trương dương nói anh phải đi rất lâu sao kiều bằng cử nói ít nhất cũng phải nửa năm Lúc này điện thoại của Trương Dương vang lên, hắn móc điện thoại ra, đó là điện thoại của Tôn Đông Cường, thông báo với hắn rằng sáng ngày mai đi học ở trường đảng, có những vị lãnh đạo đến họp. Trương Dương đặt điện thoại xuống, chiếc điện thoại của hắn đã hấp dẫn thiết Vĩ Đồng, cô lấy để chơi một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Em chưa từng thấy kiểu điện thoại lam tinh này bao giờ, thật là đẹp đấy." Trương Dương nói: "Vẫn chưa chính thức tung ra thị trường mà, bạn anh tặng cho, nếu như em thích, anh sẽ lấy cho em một cái." Tiết Vĩ Đồng gật gật đầu. Lúc này có người gọi cô. Tiết Vĩ Đồng đứng dậy đi qua bên đó. Sau khi Tiết Vĩ Đồng đi khỏi, Trương Dương nói với Kiều Bằng Cử sao thế? Sao đột nhiên lại đi mỹ? Kiều Bằng Cử nói, không phải là đột nhiên, mà là quyết định sau khi đã suy nghĩ rất lâu. Ông nội tôi đã nói rất rõ ràng rồi, về sau cấm tôi kinh doanh nữa. Tích cách của tôi lại không hợp làm chính trị, vì thế sau khi suy nghĩ một cách cẩn trọng, tôi đã quyết định ra nước ngoài phát triển trương dương nói thế cũng tốt đi nước ngoài dựa vào bản lĩnh của mình sáng tạo ra bầu trời riêng về sau áo gấm về quê cảm giác đó nhất định rất tự hào kiều bằng cử cười nói câu này của anh có ý gì vậy ý là những thành tích trước kia của tôi đều là do dựa vào gia đình cả hà trương dương nói tôi đâu nói vậy mặc dù anh không nói vậy nhưng trong đầu nhất định đã nghĩ như vậy kiều bằng cử cười nói rồi tiếp tục thở dài nói thật ra tôi hiểu nếu không phải vì có tổ tiên tất cả những điều trước kia của tôi đều không thể thuận lợi như thế được. Thật ra những người đến tham dự buổi giả hội từ thiện tối hôm nay, có ai là không dựa vào họ hàng người thân giúp đỡ chứ? Dù là không trực tiếp giúp, thì cũng có ảnh hưởng gián tiếp. Hôm nay tôi đến là để nói với họ rằng, kiều bằng cử tôi sẽ không dễ bị đánh ngã, kiều gia của chúng tôi vẫn cứ là kiều gia của trước kia. Mặc dù kiều bằng cử ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng gã hiểu rằng, ông mình càng già đi, thì ảnh hưởng của kiều gia sẽ càng nhạt nhòa hơn sự việc Hoàn Vũ lần này đã đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho gã. Chính vì chuyện này, nên Kiều Bằng Cử mới quyết tâm ra nước ngoài phát triển, gã nhất định phải dựa vào sức lực bản thân để tạo ra một vùng trời mới. chương 1461, Hợp tác chân thành một Trương Dương nói, Bằng Cử, tôi tin rằng anh nhất định sẽ thành công. Kiều Bằng Cử mỉm cười nói, tôi cũng tin như vậy có thể nói với tôi biết rốt cuộc ai đã nhờ anh đến để mua bức tranh chữ thư pháp của tôi không? Kiều Bằng Cử nói, người khác không để tôi nói, tôi đã nhận lời người khác nhờ, là một người bạn, anh không muốn tôi thất hứa chứ? Kiều Bằng Cử đã nói đến mức này, đương nhiên Trương Dương cũng không hỏi thêm được nữa, hắn mỉm cười nói, bỏ ra 2 triệu để mua một bức chữ của tôi, chỉ có Hà Trường An mới có thể làm được việc đó, không ngờ hôm nay anh cũng làm vậy. Kiều Bằng Cử cười nói, "Điều này đã chứng minh được giá trị thư pháp của anh rồi mà, tôi nghe nói gần đây anh đang làm thầy giáo thư pháp cho Tiết Lão, không biết có chuyện này hay không?" Trương Dương hơi ngớ người, thông tin của Kiều Bằng Cử thật là linh động, nhưng ngay lập tức hắn đã nghĩ ra, thời gian gần đây Kiều Bằng Cử đều ở trong nhà không vác mặt ra ngoài, tất cả nguồn thông tin của gã đến từ gia đình, hơn nữa ngày mai gã đã phải đi Mỹ, hỏi chuyện này vào lúc này, nhất định không phải là ý của gã. Trương Dương cười nói, có chuyện này thật, tiết ra đã thổi phồng về thư pháp của tôi quá, mà tiết lão lại là một người yêu thư pháp, lúc dỗi lại gọi tôi đến để giao lưu thư pháp, nhưng còn về việc thầy giáo thư pháp thì tôi không dám nhận. Mặc dù không thể xác định được hiệu quả cuối cùng của việc trị liệu của Trương Dương, nhưng tiết lão đã cảm thấy cơ thể ngày một thay đổi, bụng trên bên phải bớt đau, và ông cũng ăn ngon miệng hơn, giấc ngủ mấy ngày nay cũng được cải thiện. Vì để chữa bệnh, gần đây tiết lão và Trương Dương tiếp xúc không ít, nên đã có không ít cơ hội nói chuyện với nhau có điều tiết lão không bao giờ hỏi về vấn đề làm việc của trương dương trương đại quan đương nhiên cũng không chủ động nhắc đến giờ đây hắn đang trị bệnh cho tiết lão điều này có nghĩa là đang giúp tiết lão một việc rất lớn tiết lão là một người trọng tình nghĩa ông đối với hạng thành tốt như vậy nguyên nhân là do khi còn ở thời đại cách mạng văn hóa hạng thành đã từng bảo vệ ông thế là ông coi hạng thành trở thành ân nhân cứu mạng giờ đây hắn cũng đang cứu ông Điều này có nghĩa hắn đã cùng ở một điểm xuất phát với Hạng Thành, nếu về sau có xảy ra việc gì, dù Tiết lão không giúp hắn, cũng sẽ không giúp người khác đối phó với hắn. Chủ đề nói chuyện của Tiết lão và Trương Dương Hầu hết đều xoay quanh phong tục tập quán của Bình Hải, hoặc là nói về tin tức thời sự quốc tế, còn về việc ở Bắc Cảng, họ chưa từng nhắc đến, Tiết lão không nói, không có nghĩa là ông không biết, chính trong ngày hôm qua thôi, ông còn nhận được điện thoại của Hạng Thành, Hạng Thành hỏi thăm sức khỏe của ông rồi tiện thể nhắc đến việc Bộ Nông nghiệp ban lệnh bảo họ chỉnh đốn khu khai phá, tiết lão không hề có phản ứng tích cực nào, ông phát hiện ra rằng. Hạng thành không chịu tức được, về điểm này thậm chí còn không bằng người thanh niên trẻ Trương Dương, Trương Dương gặp ông nhiều lần như vậy, mà chưa từng nhắc đến chuyện gì của Bắc Cảng. Sau khi trị liệu xong cho hôm đó, tiết lão đột nhiên vui vẻ, ông gọi Trương Dương, bảo hắn mang theo máy ảnh đi leo núi ở ngọn núi nhỏ sau nhà cùng ông. Chiếc máy ảnh cộng thêm ống nhóm, giá ba chân không hề nhẹ tiết lão không ngờ lại là một người yêu thích chụp ảnh bình thường những người này đều là do người phục vụ ông làm nhưng tiết lão rõ ràng không muốn người khác đi theo thế là việc khổ sai này đã rơi lên đầu trương đại quan ngọn núi nhỏ đằng sau biệt thự không cao cũng chẳng có tiên nhân nào ở đây cả nhưng cảnh sắc thì lại khá đẹp mùa xuân đến trên núi đã nhuộm những đốm xanh những cây cỏ bắt đầu trở nên sinh động tiết lão đi đi rừng rừng chỉ huy trương dương giúp ông đặt giá máy ảnh đổi ống kính Trương Dương chẳng hiểu gì về nghệ thuật chụp ảnh, ngớ ngẩn làm theo, ấn tách một cái, chưa từng thấy Tiết lão thế này bao giờ, ông vừa lấy góc, vừa chọn vị trí để chụp được một bức ảnh như ý, ông phải đổi đi đổi lại mấy lần liền. Khi Tiết lão chụp ảnh, Trương Dương ở ngay bên cạnh ông, phát hiện ra Tiết lão rất chăm chú, chọn một lúc lâu, rồi cuối cùng thận trọng chụp ra một bức ảnh. Trương Dương cười nói, Tiết lão thật nhiều sở thích, không ngờ ông lại thích chụp ảnh. Tiết lão mỉm cười nói, chụp ảnh cũng là một môn nghệ thuật, trước kia tôi muốn học hội họa, nhưng đáng tiếc lại chẳng có tài năng thiên phú gì về phương diện đó. Sau này Thế Luân tặng cho tôi một chiếc máy ảnh, kết quả, sở thích của tôi với chụp ảnh cứ không ngừng tăng lên. Ông chọn một góc, rồi lại ấn máy ảnh lần nữa, Trương Dương giúp ông thay đổi ống kính. Đây không phải là do Tiết lão thích sai người khác làm việc, mà là vì những ống kính này đều không nhẹ nhàng gì, với ông thì quả thực là rất tốn sức. Tiết lão cảm thán nói, đúng là thời gian không tha cho con người, tuổi đã cao, muốn chụp mấy bức ảnh cũng phải nhờ người khác làm giúp. Trương Dương nói, tôi mới nhận ra chụp ảnh là công việc chân tay, ông đã già rồi thì sắm một cái máy ảnh nhỏ, đi đến đâu bấm tách đến đấy, cũng không đến nỗi phải mang theo một đống thế này. Tiết lão cười nói, những thứ cậu nói là máy ảnh ngố, chức năng của loại máy ảnh đó rất kém, không thể đáp ứng yêu cầu của tôi, gần đây tôi thích chụp chim, đợi chút nữa, tôi sẽ cho cậu xem loạt ảnh tôi chụp năm nay. Chụp ảnh và câu cá đều là những hoạt động thử thách lòng kiên nhẫn, Trương Đại Quan đều khiếm khuyết ở cả hai mặt này, nhưng khi hắn theo đuổi con gái người ta thì không bao giờ từ bỏ quyết tâm. Sau khi chụp xong chim, Tiết Lão lại chụp hoa giải, Trương Dương đeo theo một đống đồ đạc làm khổ sai cho Tiết Lão, không ngờ họ đã leo đến 3 tiếng đồng hồ chỉ với một ngọn núi cách mực nước biển 200 mét. Khi họ đến đỉnh núi đã là buổi trưa tiết lão ngồi nghỉ ở đình trên núi trương dương đưa cho ông một cốc trà tiết lão uống xong trà rồi nói sau khi cậu chữa bệnh giúp tôi tôi cảm thấy bụng không còn đau như trước nữa trương dương cười nói sẽ ngày càng tốt hơn nữa tiết lão mỉm cười nhìn trương dương nói cậu trẻ tuổi như vậy mà sao học được thần y thế trương đại quan đương nhiên không thể kể những trải nghiệm ly kỳ của mình ra cho ông nghe mà hắn nói tổ tiên truyền lại cho tôi mấy phương thuốc bí mật có điều sau này tôi phát hiện những phương thuốc này rất có tác dụng. Tiết lão nói, gần đây đang tranh luận kịch liệt về việc Đông y tốt hay không, y thuật của cậu tốt như vậy sao không lấy đó phục vụ cho nhân dân? Trương Dương nói, tôi hứng thú với chính trị nhiều hơn, lỗ tấn đầu tiên cũng là thầy thuốc đó chứ, nhưng sau này ông phát hiện ra làm thầy thuốc không thể chữa cho người, nên đã đổi làm văn nhân cứu quốc. Tiết lão cười ha ha, lý do của tiểu tử này thật là nhiều không ngờ tiểu tử này lại lấy mình đem so sánh với lỗ tấn tiết lão nói lựa chọn quan trường tức là lựa chọn một đời cực khổ sau khi làm xong sẽ có cảm giác cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi khôn cùng trương dương nói bất cứ việc gì cũng phải có người làm chứ nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì việc khó sẽ dành phần ai đây tiết lão cười nói ai cũng có mục đích của bản thân mình mục đích của cậu khi vào quan trường là gì trương dương nghĩ một lúc rồi nói mới mẻ vì tôi cảm thấy nó rất mới mẻ. Nếu có một ngày tôi mất đi cảm giác mới mẻ này, tôi sẽ rời khỏi quan trường. Mới mẻ sao? Tiết lão ngạc nhiên lặp lại lời của Trương Dương, đây là lần đầu tiên có người đưa ra lý do này. Trương Dương nói, lần đầu tiên tôi nảy sinh ý nghĩ làm quan, chính là vào lúc nghe bí thư huyện ủy của chúng tôi phát biểu trực tiếp, những lời lẽ to tát đó đã làm tôi xúc động, tôi liền cảm thấy rằng đây mới là cuộc sống, cảm giác đứng trên mọi người đó thật sự làm người khác ngưỡng mộ nên tôi đã nảy ra ý định đi làm quan. Tiết lão bị những lời nói của tiểu tử này chọc cười không ngớt, cần phải biết rằng ở đời mình giỏi có người giỏi hơn, không phải ai cũng thật sự đạt được thành công đó. Trương Dương nói, Tiết lão nói đúng lắm, khi đó tôi còn trẻ mà, giờ đây tôi đã hiểu, nhưng khi tôi ngộ ra đạo lý này, tôi đã đặt chân vào bẫy rồi, nếu như con người đã lên thuyền giặc thì thật khó mà xuống được. Hắn ví dụ quan trường như thuyền giặc. Tiết lão cười không ngớt, Trương Dương xuất phát điểm khi cậu làm quan không đúng, nhiệm vụ đầu tiên của người làm quan là phải tạo phúc cho dân, chứ không phải là để lạm dùng quyền lực. Trương Dương nói, tiết lão, mặc dù xuất phát điểm của tôi không đúng, nhưng người như tôi có một đặc điểm, đó chính là ở vào vị trí nào thì sẽ hết lòng cho nó, tôi có thể phân biệt rất rõ ràng giữa việc công và việc tư, đây không phải là do tôi tự tâm bốc chính mình, chỉ cần là những chỗ tôi từng đảm nhận, người dân chẳng ai nói xấu tôi, còn về những người cùng làm quan với mình thì tôi không dám bảo đảm. Tiết lão cười điềm đạm nói, muốn đoán xem một vị quan là tốt hay không, cần phải xem anh ta đã làm gì, phải xem người dân nói gì về anh ta, còn về lời của những người làm cùng thì không đáng tin, quan trường là một trường danh lợi, dù là chúng ta nỗ lực thế nào để làm sạch mảnh đất này, thì vẫn không thể nào thay đổi bản chất của nó, những người cống hiến cho nhân dân không ít, nhưng những ông quan một mực theo đuổi danh lợi cũng nhiều, từ trước đến giờ đều vậy cả. Trương Dương nói, tại sao không thanh trừ toàn bộ những rác rưởi trong đó chứ? Tiết lão nói, trên thế gian không có thứ gì tuyệt đối, tất cả sự tuyệt đối đều chỉ tồn tại trong lý thuyết mà thôi, nếu như cậu muốn khiến quan trường của một đất nước thanh liêm tuyệt đối, đó là điều không thể thực hiện, giống như cá không thể nào sống được trong môi trường nước sạch 100% vậy, vì vậy chúng ta cần phải khoan dung sự tồn tại của một số tạp chất, chỉ cần những tạp chất này không ảnh hưởng đến sự vận hành của tổ chức chỉ cần những hành vi đó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, chúng ta đều có thể lựa chọn bỏ qua. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Dương nghe thấy những điều này, điều không giống với trước đó là, lần này là do Tiết Lão nói với hắn. Tiết Lão vỗ vỗ máy ảnh rồi nói, khi chụp ảnh cần phải để ý đến việc làm mở bối cảnh, nổi bật chủ đề, chứ không phải là chụp rõ nét từng chi tiết, mà là phải biết lựa chọn cái nào bỏ cái nào lấy, chỉ như vậy mới làm nổi bật được trọng điểm, mới có thể hoàn thành được một tác phẩm đẹp tác phẩm như vậy mới có sức sống. Trương Đại Quan dường như ngộ ra điều gì, hắn nghĩ một lúc rồi nói, nhưng có một vài thứ rác rưởi không thể nào làm mờ được. Tiết Lão mỉm cười nói, nếu không làm mờ được thì gạt hẳn chúng đi. Ông đứng dậy, bước ra khỏi đình, hướng về phía khu biệt thự, đứng thẳng lưng, ngước nhìn ánh mặt trời giữa trưa, toàn thân được bọc bởi một lớp ánh sáng màu vàng, trông ông vô cùng thần bí. Trương Đại Quan cầm máy ảnh lên, Thu bóng người của Tiết lão vào trong tầm mắt, rồi tách một tiếng. Tiếng ấn máy ảnh đã thu hút Tiết lão, ông quay người cười nói, "Sao, cậu học được cách chụp ảnh rồi à?" Trương Đại Quan nói, "Ấn máy ảnh ai mà chẳng biết làm chứ, nhưng tôi không nắm tốt về ánh sáng và tiêu điểm, máy ảnh ngố hợp với tôi hơn." Tiết lão nói, "Hy vọng cậu đừng làm mờ tôi đi." Trương Dương cười nói, "Ông đứng ở đâu là thành tiêu điểm ở đó, nhất định không có chuyện lấy sai tiêu điểm đâu." Tên này nịnh nọt rất đúng lúc. Tiết lão nói, không ai có thể trở thành tiêu điểm mãi mãi. Ông nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi nói, thật ra, thứ tồn tại vĩnh hằng chỉ có tự nhiên mà thôi. chương 1462, Hợp tác chân thành hai Trương Dương nói, Tiết Lão, ông đã từng đến núi Thanh Đài chưa? Tiết Lão lắc đầu, tôi đã nghe nói đến, nhưng chưa có cơ hội đến đó. Trương Dương nói, đợi đến khi ông tới Giang Thành, Tôi sẽ đưa ông đến núi Thanh Đài, chụp cảnh sắc nơi đó." Tiết lão thở dài nói, núi cao như vậy có lẽ tôi không leo lên được. Trương Dương nói, không leo được tôi sẽ cõng ông lên. Tiết lão nghe thấy hắn nói vậy, không hiểu tại sao đột nhiên cảm động, những năm gần đây, ông đã rất ít khi cảm động vì người khác, ông nhìn Trương Dương, ông nhận ra sự chân thành ở đó, rồi đột nhiên nói tại sao lại đối tốt với tôi vậy? Trương Dương nói, vì tôn kính ông là một trong số ít người cho tôi thấy được cảm giác núi cao tiết lão nói nịnh nọt tôi đấy à còn ai nữa trương dương nói kiều lão bí thư cố tiết lão mỉm cười gật đầu cậu nói vậy là tôi tin rồi bí thư cố mà cậu nói đến là doãn chi sao trương dương gật đầu tiết lão nói cố doãn chi lùi về thành công trong quan trường thật sự rất ít người có được tâm thái như ông ấy trương dương nói ông và bí thư cố rất quen thuộc sao Tiết lão mỉm cười nói, rất quen thuộc, lời của ông chỉ dừng lại ở đây, không nói rõ quan hệ của mình và Cố Doãn Chi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng cuộc đối thoại giữa họ, Tiết Vĩ Đồng gọi đến dục họ về ăn cơm. Trương Dương cùng Tiết lão về nhà, Tiết Vĩ Đồng đi từ bên trong ra, leo núi lâu như vậy sao? Tiết lão vỗ vỗ túi máy ảnh trên lưng Trương Dương, đi bắn chim mà. Tiết Vĩ Đồng nói, ông à, ông đúng là ngày càng trẻ ra rồi đấy trước kia thì dùng súng bắn chim, giờ thì hay rồi, dùng máy ảnh bắn chim. Tiết lão đùa, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người, ông thấy lũ chim đó sống tự do vậy, làm sao nỡ tước mất sinh mạng của chúng. Trương Dương giúp Tiết lão đặt túi máy ảnh vào trong thư phòng, rồi ăn qua loa chút ở nhà Tiết lão, hắn phát hiện ra Tiết Thế Luân không ở nhà, nên cố ý nói chú Tiết không có nhà sao. Tiết Vĩ Đồng nói, ông đi Hồng Kông rồi, cha em ấy à, suốt ngày bay lượn khắp thế giới, ngay đến cả đứa con gái của ông như em một năm cũng chẳng gặp ông được mấy lần nói đến việc này thái độ của tiết vĩ đồng hơi trách móc tiết lão nói đừng nói là nó ngay cả các cháu cũng thế thôi bình thường muốn ăn bữa cơm đoàn viên cũng khó tiết vĩ đồng bảo người làm bê cơm lên phòng cho tiết anh hồng mấy ngày nay tiết anh hồng đang chuyên tâm dưỡng thai không đi đâu cả ngay cả cơm cũng ăn trên giường mặc dù trương dương đã từng nói không cần phải cẩn thận như vậy nhưng dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của Tiết Anh Hồng, cô ta không dám sơ suất. Trương Dương và Tiết Lão hẹn xong thời gian chữa trị lần sau, sau đó rời khỏi Tiết ra. Khi lái xe đến trường đảng, hắn nhận được một cuộc điện thoại, tiếng cô gái trong điện thoại nghẹn ngào, Trương Dương, anh ở đâu? Trương Dương không nhận ra đối phương là ai, đối phương nói tôi là Tăng Bối Bối. Trương Đại Quan giờ mới biết là Tăng Bối Bối gọi điện đến, đương nhiên cái tên này chắc chắn không phải là tên thật của cô ấy. Từ lần trước chia tay, Trương Dương vốn tưởng rằng cô ấy đã đi ra nước ngoài rồi, không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở trong nước. Trương Dương nói cô đang ở đâu? Tang bối bối nói, một tiếng sau, tôi sẽ đến biệt vườn Hương Sơn tìm anh. Cái này, không đợi Trương Đại Quan nói hết, Tang bối bối đã cục điện thoại, Trương Dương nhìn số, chắc chắn cô ấy gọi từ máy công cộng. Tang bối bối từ lần gây hỏa hoạn trước, giờ đây trở nên ngày càng thận trọng. Thật ra Trương Dương cũng có rất nhiều việc muốn hỏi tang bối bối, cô ấy mất tích đã lâu như vậy, rốt cuộc thời gian này cô ấy đang làm gì, cô ấy và Triệu Quân có phải là quan hệ anh em hay không? Trương Dương đều có cảnh giác cao độ với những người ở trong Quốc An, ngoài Lệ Phù, chẳng ai đáng tin cậy hết. Lần trước đến Bắc Hàn doanh cứu Lệ Phù, sự thực đã chứng minh đó là một cái bẫy, nếu không phải là do hắn may mắn, thì có lẽ đã bị nổ chết ở trong căn cứ quân sự Kim Cốc rồi việc đó chắc chắn là do trương bích quân bày ra lệ phù bảo hắn án binh bất động đợi tin của cô ấy nhưng cô ấy đã đi lâu vậy rồi đến giờ vẫn không có chút tin tức nào mà tang bối bối đã tìm đến trước trương dương đột nhiên nhớ đến chiếc đĩa trước kia tang bối bối để lại cho hắn có lẽ lần này cô ta đến vì chiếc đĩa đó chiếc đĩa đó trương dương đã xem mấy lần nhưng đều có mật mã khoa cả không thể biết được nội dung bên trong là gì dù có ở trong tay hắn cũng không tác dụng gì hết Trương Dương về biệt vườn Hương Sơn chưa được bao lâu, đã nhìn thấy một bà cụ tay cầm một cái giỏ đồ màu xanh lam, bước tập tễnh về phía cửa. Trương Dương biết rằng đó chính là tang bối bối giả dạng, hắn nhìn bà cụ một lúc lâu, cũng không nhận ra điều gì, bà cụ đến trước mặt hắn, rồi ho một tiếng, "Này chú, cho tôi xin một ngụm nước đi." Bà lão cùng Trương Dương bước vào trong vườn, Trương Dương dẫn bà lão vào trong phòng khách, lưng bà lão rất thẳng, bà quan sát bốn góc phòng một cách cẩn thận sau khi chắc chắn không có các thiết bị theo dõi mới thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói khát quá cho tôi một gốc nước đi âm thanh già nua ban nãy giờ đã biến thành tiếng của một cô gái trương dương cười nói hóa trang được lắm suýt nữa thì bị cô lừa rồi tang bối bối nói cuối cùng anh cũng đã nhận ra tôi trương dương nói là do đôi mắt mắt cô không lừa được tôi thiếu đi cái thăng trầm của người đứng tuổi tang bối bối nói đó là do tôi không đeo kính ẩn hình nếu không nhất định anh cũng không nhận ra tôi. Trương Dương đi lấy cho cô ấy một chai nước, tang bối bối kiểm tra một chút, rồi mới mở nắp chai. Trương Dương thấy dáng điệu cẩn thận của cô ấy, liền nói cô đừng sợ, tôi không hạ độc vào trong nước đâu, nếu thật sự muốn đối phó với cô, thì tôi chẳng cần phải phiền toái thế. Tang bối bối nói, đương nhiên rồi, anh đã hạ phủ cốt châm trong người tôi, giờ tính mạng tôi nằm trong tay anh, anh muốn lấy đi lúc nào thì lấy đi lúc đó cô ta lại uống một ngầm roi nói tôi kiểm tra tất cả mọi thứ không phải là do lo lắng vì anh mà là thói quen nghề nghiệp đã hình thành từ bao năm nay trương dương ngồi xuống đối diện với cô ấy rồi thấp giọng nói thời gian vừa rồi cô đã đi đâu tang bối bối nói tôi luôn ở kinh thành cô không sợ người của trương bích quân phát hiện ra cô sao tang bối bối nói chẳng phải có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao dù là tôi muốn chạy cũng chạy đi đâu được tôi ở lại kinh thành họ nhất định không ngờ được tôi lại to gan như vậy, càng huống hồ, anh tôi sinh tử còn chưa biết thế nào, tôi còn phải tìm tung tích của anh ấy. Trong lòng Tang Bối Bối vẫn hy vọng về Triệu Quân. Trương Dương nói, có tin gì không? Tang Bối Bối lắc đầu, cô nói nhỏ, có điều tôi cũng đã điều tra ra một vài sự việc. Trương Dương ngồi sát lại Tang Bối Bối một chút, không thể không thừa nhận rằng, trình độ hóa trang của Tang Bối Bối rất tốt, cách gần như vậy mà vẫn không hề bị lộ, những vết nhăn trên trán rất thật, nếu không nhìn vào mắt cô ấy thì thật sự tưởng rằng đây là một bà già. Tang Bối Bối nói, thứ lần trước tôi đưa cho anh giữ đâu rồi? Trương Dương Cố Tình hỏi, thứ gì? Cái đĩa. Trương Dương nói, cô nói cho tôi trước xem cô đã điều tra được gì đã. Ra điều kiện luôn là điểm mạnh của tên này, hắn đã quen với việc không nhìn thấy mồi thì không thả chim ưng. Tang Bối Bối nói, tôi không hề điều tra được chút ghi chép gì về việc xuất nhập cảnh của Hình Triều Huy trương dương nói trương bích quân chẳng phải đã nói rằng anh ta sợ tội nên chạy rồi sao tang bối bối nói chúng ta có thể đưa ra một giả thiết thế này giả sử trương bích quân là người thao túng đứng đằng sau tất cả những việc này thì bà ấy chính là một nội gián trong quốc an nói cách khác hình triều huy không phải là nội gián nếu anh ta đã không phải nội gián thì anh ta cũng không cần phải chạy trốn tang bối bối nói tiếp vì vậy có hai khả năng một là anh ấy đã bị hại còn một khả năng nữa đó là anh ấy đã bị Trương Bích Quân nhốt vào một nơi bí mật rồi. Trương Dương nói, mọi chuyện đã lâu như vậy rồi, tôi thấy dù việc này thật sự là do Trương Bích Quân làm thì hình Triều Huy cũng lành ít dữ nhiều. Nhớ đến vận mệnh của hình Triều Huy, Trương đại quan đột nhiên ngầm cảm thán, lão hình khá tốt, nếu như gã thật sự đã bị Trương Bích Quân hại thì hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho gã. Tang Bối Bối nói, hình Triều Huy không phải là một người bình thường trong tay anh ta nhất định nắm được rất nhiều bí mật, cũng có nghĩa là có một khả năng, Trương Bích Quân muốn lấy được những bí mật trên người anh ta, nhưng hình chiều huy lại không nói, vì vậy anh ta nhất định vẫn còn giá trị, Trương Bích Quân không thể không để anh ta tiếp tục sống để khai thác những bí mật này. Trương Dương nói, hình như suy luận của cô có lý, có điều dù là cô đã đoán chúng, thì Trương Bích Quân xảo quyệt như vậy, hơn nữa có nhiều thuộc hạ vậy, chúng ta làm sao có thể biết được hình chiều huy bị nhốt ở đâu tang bối bối nói anh quen với trương duệ dung không trương dương nghe đến tên của trương duệ dung liền trao trao mày nói có quen cô ấy là cháu gái của trương bích quân trước kia từng làm việc dưới trướng tôi tang bối bối nói trương duệ dung đã đến kinh thành rồi trương dương nói thế thì sao cô tưởng rằng cô ấy sẽ giúp chúng ta đối phó với trương bích quân à tang bối bối nói cô ấy nhất định sẽ không đồng ý hơn nữa việc này nhất định không được để cô ấy biết nhưng bên cạnh cô ấy có một người có thể giúp chúng ta. Ai? Tang Bối Bối thấp giọng nói, bạn trai của cô ấy, Thường Lăng Phong. Trương Dương quay sang nhìn Tang Bối Bối, không ngờ cô ấy lại biết nhiều chuyện về Trương Duệ Dung như vậy. Đám đặc công quốc an này quả nhiên là võ công bất nhập, về sau qua lại với họ nhất định phải để ý, chỉ cần có chút sơ hở là sẽ bị người khác bán đứng ngay, đám người này đều được dạy rằng đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, vì lợi ích quốc gia có thể hy sinh tất cả dù là tính mạng của bản thân mình, với những người ngay đến tính mạng của mình cũng có thể dâng hiến bất cứ lúc nào, nhất định phải giữ cảnh giác. Tang bối bối nói, sáng nay Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung cùng đến Kinh Thành, mục đích họ đến lần này là để thăm Trương Bích Quân, họ sắp đính hôn, hy vọng nhận được sự cho phép của Trương Bích Quân. Trương Dương chưa nghe thấy chuyện này, Thường Lăng Phong đến Kinh Thành cũng không liên lạc với hắn, xem ra công tác tình báo của Tang bối bối làm rất tốt. Trương Dương đã đoán được suy nghĩ của cô ấy, nhưng vẫn thấp giọng nói cô muốn làm thế nào. Tang Bối Bối nói, hai người chúng ta đều không thích hợp để tiếp cận Trương Duệ Dung, bà ấy là cao thủ, bên cạnh còn có rất nhiều trợ thủ nữa, chúng ta muốn theo dõi bà ấy là điều rất khó. Quan hệ giữa anh và Thường Lăng Phong rất tốt, sau khi anh ta đến kinh thành, nhất định sẽ tiếp xúc với Trương Bích Quân, chỉ cần anh có thể thuyết phục anh ta giúp chúng ta, việc này sẽ trở nên dễ dàng. Tang Bối Bối nói đâu ra đấy xem ra trước khi cô ấy đến tìm Trương Dương đã đặt ra kế hoạch bí mật này rồi. Trương Dương nói cô muốn anh ấy giúp chúng ta thế nào. Tang bối bối xòe tay ra, một viên thuốc xuất hiện trước mặt Trương Dương. Trương Dương nói cái gì đây? Tang bối bối đáp, đây là máy theo dõi đời mới nhất. Chỉ cần xâm nhập vào trong cơ thể người là có thể theo dõi được vị trí anh ở đâu, có tác dụng trong phạm vi 3 km. chương 1463, hợp tác chân thành ba. Trương Dương nói, chẳng lẽ cô định để Trương Bích Quân nuốt thứ này vào bụng sao? Tang Bối Bối nói, bà ấy cẩn thận vậy, nhất định không nuốt viên này vào bụng đâu. Có điều tôi đã tìm người sửa nó một chút. Tang Bối Bối bẻ viên thuốc ra, bên trong lộ ra một cái máy theo dõi bé bằng hạt gạo, cô thấp giọng nói, chỉ cần để thứ này dính lên người Trương Bích Quân, chúng ta sẽ có thể theo dõi được vị trí của bà ta bất cứ lúc nào trương dương nói liệu bà ấy có phát hiện ra thứ này không tang bối bối nói hầu hết máy kiểm tra đều không phát hiện ra nó hơn nữa chỉ cần dính vào người hầu như không rơi trương dương nói trên thế giới không có việc gì tuyệt đối cả cô muốn kéo thường lăng phong vào chuyện này nhưng anh ta vốn là một người ngoài cuộc tôi không muốn anh ta mạo hiểm tang bối bối nói nhưng chúng ta đã không còn cách nào khác nữa rồi chỉ có thường lăng phong mới là người có khả năng hoàn thành chuyện này cô nhận ra trương dương vẫn đang do dự thở dài nói anh đừng do dự nữa trương bích quân rất nguy hiểm nếu không điều tra ra manh mối của bà ta còn không biết bà ta sẽ làm chuyện xấu gì nữa anh tôi còn không biết sống chết thế nào hình chiều huy giờ cũng không có tin tức gì tất cả những chuyện này nhất định có liên quan tới bà ấy chẳng lẽ anh không định làm gì thật sao trương dương nói không phải là tôi không muốn điều tra mà là tôi không muốn bạn tôi xen vào tôi không muốn làm liên lụy đến anh ấy Tang Bối Bối nói, không có nguy hiểm gì đâu. Trương Dương nói, để tôi suy nghĩ đã. Tang Bối Bối nói, tôi dám đảm bảo rằng, anh đi gặp Thường Lăng Phong, Trương Bích Quân nhất định sẽ phái người theo dõi, anh hãy lợi dụng việc này để thuyết phục Thường Lăng Phong. Trương Dương nhìn Tang Bối Bối, quả nhiên là cô đã có sự chuẩn bị từ trước, vì kế hoạch này, cô đã bỏ ra không ít công sức phải không? Tang Bối Bối nói, Trương Dương, anh đừng dùng thái độ đầy khích bác này để nói chuyện với tôi dù anh nghĩ tôi như thế nào thì giờ chúng ta cũng đang ở chung trên một con thuyền mặc dù trương bích quân không làm gì anh trong thời gian ngắn nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy sẽ bỏ qua cho anh nếu như chúng ta không nhanh chóng hành động đợi đến khi bà ấy ra tay với chúng ta tất cả đã quá muộn trương dương nói cô chắc chắn cô không đang hại tôi chứ tang bối bối nói tôi hại anh làm gì anh đã hạ phụ cốt châm trong người tôi nếu như anh chết thì tôi còn sống được sao Trương Dương nói, nghe ra thì có lý lắm, có điều tôi vẫn chưa thể tin cô hoàn toàn. Tang bối bối nói, rốt cuộc anh muốn thế nào mới tin tôi. Ánh mắt của Trương Đại Quan nhìn Tang bối bối từ đầu đến cuối, Tang bối bối hiểu nhầm ý hắn, lùi về đằng sau một cách hơi sợ hãi, anh đứng đặt ra yêu cầu quá đáng, đừng nghĩ đến việc đó. Trương Đại Quan nhìn không nổi liền cười nói, cô cũng không nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi, khẩu vị tôi có nặng cũng không đến độ nảy sinh ý định đó với một bà già. Tang bối bối giờ mới nhớ đến việc mình đã hóa trang, cô đã nghĩ quá nhiều, mặt cô đỏ lên, may mà vì đã hóa tảng, nên không nhận ra biến đổi sắc mặt. Trương Dương nói, tôi liên lạc với Thường Lăng Phong một chút, xem chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào, nếu như anh ta không đồng ý thì việc này cũng chấm dứt, tôi sẽ không miễn cưỡng anh ta. Tang bối bối nói, tôi còn biết một bí mật. Trương Dương xích lại gần cô ấy, nói ra tôi nghe xem, rốt cuộc là bí mật gì tang bối bối nói, anh trả chiếc đĩa cho tôi đã. Trương Dương nói, đi theo tôi. tang bối bối vào thư phòng của Trương Dương, thấy một đám đổ nát trong thư phòng, rõ ràng trước đó ở đây đã xảy ra một trận đấu kịch liệt. tang bối bối ngạc nhiên nói, sao thế này? Chỗ này bị cướp à? Trương Dương cười nói, tôi uống say, lên cơn điên được không? Đương nhiên hắn sẽ không nói trận đấu giữa mình với Văn Linh cho tang bối bối. Hắn kéo chiếc ngăn kéo ra lấy chiếc đĩa đưa cho tang bối bối. Tang bối bối ngạc nhiên nói, thứ quan trọng thế này mà anh lại vất linh tinh ở đây à? Trương Dương nói, càng là những nơi nguy hiểm thì càng an toàn, ở đây có một đống đĩa, ai mà nghi ngờ về một chiếc đĩa bình thường chứ, nếu như tôi cất nó đi, nhớ đâu người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy bất bình thường, chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu à? Tang bối bối cũng không phản bác lại, chiếc đĩa vẫn còn đó, cô mở máy tính trong thư phòng nhét chiếc đĩa vào. Trương Dương đứng bên cạnh cô nhìn vào màn hình, Tang Bối Bối click vào chiếc đĩa rồi nhanh chóng nhập mật mã, xem những văn kiện bên trong, xác định không có tổn thất gì, rồi cô mới thu chiếc đĩa lại. Trương Dương hỏi đầy hiếu kỳ, bên trong là gì thế? Tang Bối Bối nói, tôi đã nói với anh rồi, đó là tư liệu về cha Tấn Bắc. Trương Dương nói, tư liệu về phương diện nào? Tang Bối Bối nói, không liên quan đến anh đâu. Trương Dương biết rằng cô ấy không chịu nói ra, bắt cô ấy thế nào cũng không nói, nhớ đến bí mật vừa rồi, hắn liền hỏi, tôi đã đưa cho cô cái đĩa rồi, còn bí mật mà cô muốn nói với tôi đâu. Tang bối bối nói, tôi đã điều tra về quan hệ giữa Trương Duệ Dung và Trương Bích Quân, hai người họ chẳng phải là cô cháu gì hết. Trương Bích Quân có một người anh trai, chết vào năm 71. Trong một cơ hội tình cờ, tôi đã có được tóc của Trương Duệ Dung, sau khi giám định chúng tôi có thể đoán ra một cách chính xác tuổi của một người, Trương Duệ Dung nói rằng năm sinh của mình là năm 73, cô ấy là một người mồ côi từ trong bụng mẹ, nhưng theo kết quả đoán định của chúng tôi, cô ấy có lẽ sinh vào năm 74, một người đã chết 2 năm không thể có con." Trương đại quan nói, "Điều này cũng chưa chắc, không biết chừng việc giám định của các cô có sai lầm, cũng có thể cha cô ấy đã đóng băng tinh trùng, sau này thụ tinh nhân tạo sinh ra cô ấy." Tang Bối Bối nói, "Giám định của chúng tôi nhất định không sai, chúng tôi đã tìm mấy vị chuyên gia để làm, còn về thụ tinh nhân tạo thì vào những năm 70, Trung Quốc không hề có thứ này." cuối những năm 80 mới xuất hiện những đứa trẻ đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm. Trương Đại Quan cũng cảm thấy chuyện này phức tạp, nếu như Trương Duệ Dung không phải là cháu gái của Trương Bích Quân, thì tại sao cô ấy lại tốt với bà ta vậy? Trương Dương nói, ý của cô là Trương Bích Quân và Trương Duệ Dung là hai mẹ con. Tang bối bối nói, tôi chỉ nghi ngờ ấy, nhưng tôi không lấy được mẫu máu của Trương Bích Quân, tư liệu về bà ta bảo mật rất kỹ, người bình thường không tiếp cận được. Trương Đại Quan cười, Tang Bối Bối nói: Anh cười cái gì? Trương Dương nói: Nếu như tất cả những điều này là thật, thì cha của Trương Duệ Dung là ai? Tang Bối Bối ngắn ngẩm, tên này rõ ràng đã cách khỏi phương hướng chính của sự việc, cô thấp giọng nói: Nếu như anh muốn làm rõ tất cả điều này, thì phải nắm được nhất cử nhất động của Trương Bích Quân. Trương đại quan đã bị những lời này của Tang Bối Bối thuyết phục, hắn gật đầu nói: Được, tôi xem có cơ hội không. Thường Lăng phong đến kinh thành không nói với ai, lần này gã đến đây là để gặp Trương Bích Quân, gã và Trương Duệ Dung đã đến lúc muốn cưới nhau, Trương Duệ Dung mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, được cô là Trương Bích Quân nuôi dậy khôn lớn, vì vậy chuyện lớn đời người như thế này nhất định phải được Trương Bích Quân đồng ý. Mặc dù Trương Duệ Dung đã yêu Thường Lăng Phong lâu năm, nhưng Thường Lăng Phong không hiểu hoàn toàn về thân thế của Trương Duệ Dung, và Trương Duệ Dung cũng đầy điểm bí ẩn, ví dụ mỗi khi nhắc đến tất cả những điều trong quá khứ của cô ấy, cô ấy chỉ nói lướt đại khái, không bao giờ chủ động nhắc đến người nhà của mình thường lăng phong nghĩ rằng việc này là do cô ấy mất cha mẹ từ nhỏ sau khi đến kinh thành hành động của trương duệ dung cũng hơi thần bí cô không cùng thường lăng phong đến gặp cô mình ngay mà mình đi trước bảo thường lăng phong đợi tin của cô ở khách sạn mặc dù thường lăng phong cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vì tình cảm với trương duệ dung gã không hỏi nhiều yêu một người thì phải khoan dung với người đó cần phải để cho người đó có không gian riêng cho phép người đó có bí mật của mình Thường Lăng Phong đợi cả buổi sáng, đến tận trưa, gã mới đi ra ngoài ăn chút đồ, khi đi qua sạp báo, gã mua một tờ báo, một chiếc xe đi qua người gã, không lâu sau, chiếc xe đó quay đầu lại, cửa xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt cười hình hịch, Thường Lăng Phong không ngờ rằng gã và Trương Dương sẽ gặp trong tình huống thế này. Trương Đại Quan gọi to một cách kinh ngạc, Lăng Phong. Mẹ kiếp, sao lại là anh? Hắn gọi đến độ tất cả mọi người trên đường đều nhìn, Thường Lăng Phong trao trao mày, đúng là tên này không thể nào sửa được tính xấu làm to mọi việc hắn cũng không xem xem đây là đâu chửi bới cái gì chứ làm quan bao năm nay mà vẫn không học được cách khiêm nhường trương dương đẩy cửa xe bước xuống đến trước mặt thường lăng phong đấm vào vai gã một nhát mặc dù đấm nhẹ nhưng cũng làm cho thường lăng phong hơi khó chịu tên này đấm mạnh quá thường lăng phong ôm vai trách anh muốn đấm chết tôi đấy à trương dương cười nói đánh anh là con nhẹ đấy sao anh đến kinh thành mà lại không nói gì với tôi còn coi tôi là anh em không thường lăng phong nói tôi chẳng phải là vừa đến sao tôi còn chưa kịp gọi điện cho anh mẹ kiếp anh lừa ai đấy trương dương ngó đông ngó tây thường lăng phong nói anh đang tìm cái gì đấy trương dương nói người phụ nữ của đời anh đâu rồi thường lăng phong nói anh nói chuyện văn minh chút được không trương đại quan cười nói anh đúng là giả tạo anh và Trương Duệ Dung có gì chưa làm chứ, anh làm được mà tôi không nói được à. Thường Lăng Phong giơ tay ôm lấy miệng hắn, anh Trương à, tôi gọi anh bằng chú được chưa? Đây là giữa đường giữa chợ, anh ăn nói kiểu gì vậy? Anh muốn ép người ta à? Trương Dương cười hà hà, vì miệng bị Thường Lăng Phong ôm chặt, nên hắn cười rất khó nghe, như tiếng lửa kêu vậy. Lúc này có cảnh sát giao thông đi tới, nhìn biển số xe đằng sau, Trương Dương vội vàng nói, đồng chí cảnh sát, Tôi gặp phải Đồng Hương, tôi sẽ đi ngay, sẽ đi ngay. Người cảnh sát đó gật đầu, mau đi đi, ở đây không được đỗ xe, nếu không đi tôi sẽ gọi xe kéo đến đấy. Trương Dương kéo Thường Lăng Phong lên xe. Viên cảnh sát đó hỏi một cách hiếu kỳ, xe anh là xe gì vậy? Sao trông giống xe bọc thép thế? Trương đại quan nói, bí mật quân sự. Chương 1464, không còn cách nào một Thường Lăng Phong tưởng rằng đây là lần gặp ngẫu nhiên, gã không thể biết rằng Tang Bối Bối đã để ý đến nhất cử nhất động của gã, Trương đại quan cố ý sắp xếp lần gặp ngẫu nhiên này dưới những thông tin mà Tang Bối Bối cung cấp, nói ra thì, trong lòng Trương đại quan cũng hơi áy náy, Thường Lăng Phong là bạn tri kỷ của hắn, hắn làm thế này thật là không hay ho gì. Thường Lăng Phong cũng không dẫn Trương Dương về khách sạn, gã không muốn để Trương Dương biết mình đang ở đâu. Dù sao thì gã và Trương Duệ Dung đến kinh thành lần này là để được sự đồng ý của Trương Bích Quân, rồi định hôn sự. Gã đã làm việc cùng Trương Dương nhiều năm nay, gã hiểu được tính cách của Trương Dương, tên này thật sự quá nhiệt tình, không thể nào không mời khách ăn cơm được, nói không chừng còn đi cùng mình cả đoạn đường nữa. Thường Lăng Phong không phải là không muốn gặp hắn, mà là thật sự có việc quan trọng phải làm. Với Thường Lăng Phong, hôn nhân là một chuyện lớn, gã có tình cảm sâu sắc với Trương Duệ Dung tình cảm của hai người khó khăn lắm mới đến được hôm nay, gã không muốn xảy ra chuyện gì nữa. Hai người ngồi vào quán cà phê ven đường, thường Lăng Phong gọi hai cốc cà phê, gã đặt điện thoại lên bàn, chờ đợi điện thoại của Trương Duệ Dung. Trương Đại Quan ngồi đối diện với mặt trời, cảm thấy hơi chói mặt, rồi hắn rút ra một chiếc kính đen để đeo vào, cười nói, lần này anh đến Kinh Thành để làm gì? Thường Lăng Phong không giấu gì hắn, tôi cùng Duệ Dung đến thăm cô của cô ấy, trương dương nói sao không thấy cô ấy đâu cả hắn hiểu rằng trương duệ dung là người làm trong quốc an nhất định có chuyện giấu thường lăng phong thường lăng phong nói cô ấy có việc ra ngoài rồi trương đại quan nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi nói anh đang đợi điện thoại của cô ấy à thường lăng phong phát hiện ra phân tích của trương dương đã nhạy bén hơn xưa rất nhiều trương đại quan đã biết mọi chuyện nên nói ra việc này cũng là điều bình thường thường lăng phong cười rồi chuyển chủ đề việc học tập của anh ở trường đảng thế nào rồi trương dương thở dài nói tôi quen rồi mỗi lần đến một nơi mới là lại phải chịu mấy lần giáo dục thường lăng phong nói có phải anh làm gì bất hòa với lãnh đạo bắc cảng vì vậy người ta mới đẩy anh đến chỗ này không đúng là chẳng giấu anh được việc gì hết không có anh ở bên cạnh tôi đúng là chỉ có thể bị ức hiếp mà thôi thường lăng phong cười nói đừng đánh giá tôi cao vậy anh mà còn cần tôi giúp à anh không ức hiếp người khác là tốt lắm rồi, ai mà dám ức hiếp anh chứ?" Trương Dương nói, giờ đây muốn làm chút việc thật sự khó quá rồi, người dưới không hiểu, người trên không ủng hộ, Bình Hải có rất nhiều vấn đề, tôi muốn cải cách một chút, nhưng lãnh đạo của Bắc Cảng lại không ủng hộ tôi." Thường Lăng Phong nói, các lãnh đạo sợ gì chứ? Một là sợ anh phủ định phương án phương châm trước đó của họ, hai là sợ anh có thành tích, phủ định được phương án của họ có nghĩa là những cương lĩnh của họ trước kia là sai lầm thành tích của anh đã làm họ không còn mặt mũi nào. Trên quan trường, anh không muốn đối địch với mọi người thì phải thuận theo hướng gió. Anh muốn có chút thành tích thì anh phải chuẩn bị tư tưởng cho việc đắc tội người khác đã. Trương Dương nói, tôi cứ nghĩ đến đám người này là cảm thấy kinh tởm. Thường Lăng Phong trao trao mày nói, anh không ăn nói nghe tử tế hơn được à. Trương Dương cười nói, tôi nói với anh một chuyện, bộ nông nghiệp đã điểm danh đến việc của khu khai phá Bình Hải rồi, phi pháp chiếm dụng đất canh tác của dân, để mặc đồn điền hoang tàn đám lãnh đạo đó mấy ngày nay nhất định đau đầu không ngủ được thường lăng phong nhất định đã đoán ra việc trong đó gã cười nói quan hệ giữa anh và bộ trưởng kiều tốt như vậy hơn nữa khu khai phá của bình hải thật sự có vấn đề giờ đây bộ nông nghiệp lại đang xử lý sự việc ở phương diện này nhất định là sẽ ủng hộ rồi trương dương nói tất cả đều bị anh đoán chúng hết rồi thường lăng phong nói có gì mà khó đoán đâu tôi có thể nghĩ được người khác cũng nghĩ được đám lãnh đạo Bắc Cảng đó nhất định là đã hận anh lắm, chuẩn bị làm khó anh rồi, chỉ đợi anh về để làm khó thôi. Trương Đại Quan cười ha ha, hắn chẳng sợ bị làm khó, chỉ dựa vào đám người hạng thành mà muốn động vào hắn, đúng là mơ hão. Thường Lăng Phong nói, Diêm Vương khó gặp quỷ nhỏ đầy đường, đừng coi thường mấy vị quan ở địa phương, là quan mù quáng không phải là chuyện gì hay đâu. Trương Dương gật đầu nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở, việc chuyển đổi lên thành phố đã đang được bàn bạc, chỉ cần việc này thành công, hi hi. Thường Lăng Phong nói, đừng lạc quan quá sớm, dù là chuyện cải cách lên thành phố của Tân Hải có thành công, thì anh vẫn thuộc vào tầm quản lý của Bắc Cảng, họ vẫn là lãnh đạo của anh. Trương Dương nói, đi từng bước một xem thôi, nói đến đây, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thường Lăng Phong nhìn xuống điện thoại của mình, thì thấy điện thoại của gã vẫn quơ đó không có động tĩnh gì, Trương Dương móc điện thoại trong túi nói, alo, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của tang bối bối phía sau bên phải anh có một người đàn ông đang xem báo hắn đang theo dõi hai người trương dương không để lộ thái độ gì mà mỉm cười nói được rồi tôi biết rồi đặt điện thoại xuống hắn quay ra cười với thường lăng phong lăng phong tôi dẫn anh đi đến một nơi thường lăng phong nói tôi không được đi xa quá duệ dung sắp về rồi trương dương lợi dụng truyền âm nhập mật nói với gã anh nhìn qua vai phải của tôi ở phía sau tôi có phải có một người đàn ông đang xem báo không? Thường Lăng Phong gật đầu. Trương Dương nói, anh đừng nhìn hắn ta nhiều, người này hình như đang theo dõi chúng ta. Thường Lăng Phong nhìn Trương Dương hơi kinh ngạc, tại sao? Trương Dương nói, đi, chúng ta đi về phía trước. Chú ý đừng để lộ, cứ tự nhiên vào. Thường Lăng Phong đứng dậy, cùng Trương Dương bước về phía trước. Hai người lên chiếc xe của Trương Dương, Trương Dương khởi động xe không lâu nhìn thấy người đó cũng lên một chiếc xe ô tô hắn nói những điều mình thấy cho thường lăng phong thường lăng phong nói tại sao phải theo dõi anh trương dương nói sao anh biết nhất định là theo dõi tôi thường lăng phong nói tôi không nghĩ ra tôi từng đắc tội với ai với gã đắc tội người khác là thế mạnh của trương dương trương dương cười nói có lẽ là do người cô tương lai của anh không yên tâm về anh nên phái người đến theo dõi anh thường lăng phong không hiểu gì gã biết rằng trương bích quân rất không đơn giản nhưng gã không hiểu rằng trương bích quân rốt cuộc làm gì gã cũng không hỏi trương duệ dung cho rằng trương bích quân rất có thể làm quan ở kinh thành nếu như những điều trương dương nói là sự thật vậy thì việc này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì gã tưởng tượng thường lăng phong lắc đầu nói việc này không liên quan gì đến tôi trương dương nói được nếu đã không liên quan gì đến anh thì anh xuống xe đi chúng ta ai đi đường nấy hắn dừng xe ở bên đường Thường Lăng Phong đẩy cửa xe đi xuống, chỗ này cách khách sạn không xa. Thường Lăng Phong đi qua con phố nhỏ đằng trước, rồi quay người đi vào cửa hàng bên đường mua nước, thật ra là để nhân cơ hội nhìn về đằng sau, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông vừa rồi đứng ở đằng xa, sau khi Thường Lăng Phong dừng bước, hắn nhanh chóng bước vào một cửa tiệm nhỏ bên đường. Lúc này Thường Lăng Phong mới ý thức được người này đang theo dõi mình thật, trước kia gã chưa từng trải qua chuyện này, gã nhanh chóng bước vào khách sạn, người đàn ông đó đi theo. Khi hắn đang đi nhanh theo, Trương Dương không biết từ đâu đi ra, xuất hiện bên người tên đó, giơ tay ấn vào huyệt của tên đó, người đàn ông ngay lập tức khuỵu xuống, Trương Đại Quan Nhân lúc gã chưa xuống đất, liền ôm lấy gã, nói về đằng trước Lăng Phong, đến giúp tôi một chút, lão Lý uống quá chén rồi. Thường Lăng Phong lúc này mới thở một hơi, quay người đưa người đàn ông áo đen đó vào góc đường, chiếc xe của Trương Dương đã ở đó, hai người mở cửa xe nhét người đó vào thường lăng phong căng thẳng đến độ trán lấm tấm mồ hôi gã lau lau mồ hôi rồi nói tôi còn tưởng anh đi thật rồi trương dương cười nói chúng ta là anh em tốt làm sao tôi để anh một mình được thường lăng phong nhìn người đàn ông nằm ở trước mặt rồi thấp giọng nói tôi không quen anh ta tại sao anh ta lại theo dõi tôi trương dương nói anh đừng hỏi tôi tôi cũng không quen anh ta anh hỏi hẳn anh ta đi trương dương không biết lấy một chiếc dao phay ở đâu ra kề vào cổ người đó trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ sợ hãi đáng tiếc đã bị trương dương bấm huyệt nên không nói được thành lời trương đại quan rút lại nụ cười nhìn người đàn ông áo đen với vẻ sát khí đằng đằng anh nghe rõ cho tôi chiếc xe của tôi cách âm rất tố dù là anh có hét khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu tôi đã giết rất nhiều người cũng chẳng phải chỉ một mình anh giờ đây tôi giải huyệt cho anh tốt nhất là tôi hỏi gì anh đáp nấy nếu như nói nửa câu dối trá tôi sẽ cắt tiết ngay rồi vứt vào một chỗ vắng cho chó ăn. Người áo đen sợ đến độ mặt trắng bệch. Trương Dương giải huyệt đạo của gã, rồi lạnh lùng hỏi, tại sao lại theo dõi chúng tôi? Người áo đen run rẩy, không phải là theo dõi các anh, mà là theo dõi anh ta. Thường Lăng Phong nghe thấy người áo đen nói vậy, không khỏi hiếu kỳ tại sao lại phải theo dõi tôi? Tôi đâu có quen anh. Mặc dù Thường Lăng Phong có trình độ quản lý kinh tế hàng đầu, nhưng chẳng biết gì về chuyện này. Chương 1465, không còn cách nào hai. Người áo đen nói, tôi cũng không quen anh, nhưng có người bảo tôi theo dõi anh. Ai? Người áo đen nói, tôi không thể nói. Trương Dương cười lạnh lùng, xem ra không cho anh chịu chút khổ, anh sẽ không nói thật. Con dao trong tay hắn dí vào cổ của người áo đen, một chút máu rỏ ra, người áo đen sợ đến độ hồn bay phách lạc, sợ hãi nói, đừng giết tôi, tôi nói, tôi nói, là, là Trương cục bảo tôi theo dõi anh. Bà, bà ấy muốn điều tra tình hình của anh, bảo tôi phụ trách theo dõi nhất cử nhất động của anh ở kinh thành, đi đâu, làm gì, với ai. Trương cục nào? Chính là cô của bạn gái anh. Trương Dương giả bộ muốn chặt cổ gã, mẹ kiếp, còn không nói thật à, có tin tôi băm anh ra không? Người áo đen kêu khổ, tôi thề, những điều tôi nói đều là sự thật, nếu như tôi có nói sai nửa lời, tôi nhất định chết không nhắm mắt. Thường Lăng Phong nói, anh còn biết gì nữa? người áo đen lắc đầu tôi không biết gì nữa tôi thề trương dương nói nhìn cái mặt anh là đã biết chẳng phải loại tử tế gì hắn giơ tay đấm vào mũi người áo đen làm cho người áo đen máu mũi chảy ròng ròng thật ra trong lòng trương đại quan hiểu tên này mà là do trương bích quân phái đến mới là lạ nhất định là do tang bối bối tìm đến để làm trò chỉ thế này mới có thể thúc đẩy thường lăng phong làm việc cho họ trương dương thầm thở dài lăng phong ơi là lăng phong lần này tôi có lỗi với anh rồi trương dương nắm lấy cổ áo người áo đen muốn đánh tiếp nhưng người đó mặt cầu xin nói đừng đánh nữa thường lăng phong thấy mặt gã đầy những máu cũng không nhẫn tâm để trương dương đánh tiếp thôi đánh nữa là chết người đấy trương dương nói thế làm thế nào loại người này có giữ lại cũng bằng thừa tôi chém luôn anh ta tìm một chỗ trôn cho xong người áo đen sợ đến độ hồn bay phách lạc đừng đừng làm thế tôi không làm gì cả đều là người khác bảo tôi làm như thế này thôi trương đại quan sợ gã làm lộ chuyện bèn trừng mắt với gã trương cục mà anh nói đến có phải là trương bích quân không người đó vội vàng gật đầu trương dương nói việc này hôm nay anh không được phép nói cho bất cứ ai trương bích quân cũng không ngoại lệ nếu không thì tôi sẽ hắn nghĩ một chút rồi lấy ra một viên thuốc màu đen trong túi áo nhét vào miệng người mặc áo đen ép gã uống rồi nói đây là thất nhật đoạn mệnh hoàn chỉ cần anh ngoan ngoãn thì đến ngày thứ sáu tôi sẽ đưa cho anh thuốc giải nếu như không thì hì hì. Cứ đợi đến khi máu chảy thành sông, chết luôn đi. Người áo đen mặt đau khổ, nghĩ thầm sao gã lại gặp phải một hắc tinh như thế này cơ chứ. Nếu sớm biết thế này, thì dù có cho bao nhiêu tiền gã cũng không nhận làm. Trương Dương nói, giờ anh có thể cút rồi. Nói xong hắn không quên đấm vào ngực người áo đen một nhát, người đó vừa ôm mũi, vừa ôm bụng, rời khỏi chiếc xe. Thường Lăng Phong nhìn bóng người của gã đột nhiên cảm thấy đồng tình, Trương Dương, có cần thiết phải ra tay mạnh vậy không trương dương khởi động xe mẹ kiếp không ngờ tên khốn đó dám dở trò với anh thường lăng phong nói anh ta nói là được cô của duệ dung phái đến chuyện này rốt cuộc là thế nào trương dương nói anh hỏi tôi tôi hỏi ai tên này cố tình giả vờ thường lăng phong nói trương dương anh nhất định biết điều gì đó mau nói cho tôi biết trương dương nhìn đường đằng trước không nói gì trên mặt tỏ ra muốn nói nhưng lại ngại ngần thường lăng phong quả nhiên đã trúng kế của hắn trương dương cô của duệ dung rốt cuộc là ai tại sao bà ấy phải phái người đến theo dõi tôi trương dương thở dài một hơi rồi dừng xe lại bên đường thấp giọng nói thật ra có một chuyện tôi luôn giấu anh trương bích quân là cục trưởng thập cục quốc an nói trắng ra là một gián điệp thường lăng phong hít vào một hơi dài cái gì cơ trương dương nói người đó có một cái bệnh thích làm rõ mọi việc đến cùng chỉ cần bà ta nhắm vào anh thì bà ta sẽ điều tra tất cả họ hàng tông tích nhà anh ra. Thường Lăng Phong nói, tôi đâu có ác ý gì với Duệ Dung, bà ta điều tra tôi làm gì. Trương Dương nói, tôi làm sao biết được, có điều muốn xem tại sao bà ấy điều tra anh cũng không khó. Thường Lăng Phong dí sát mặt lại, muốn nghe xem làm thế nào. Trương Dương ho một tiếng, rồi lấy viên thuốc tăng bối bối đưa cho hắn ra, nói cho Thường Lăng Phong cách sử dụng máy theo dõi. Thường Lăng Phong đâu phải là tên ngốc, ngay lập tức liền nhận ra việc này kỳ lạ, gã thấp giọng nói Trương Dương, hình như anh đã chuẩn bị hết từ đầu đến cuối rồi. Trương Dương nói, tôi cũng chẳng giấu gì anh, trước kia tôi cũng đã từng ở trong quốc an, thủ pháp của họ tôi rất rõ, chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông, họ làm được một, thì tôi làm được mười. Thường Lăng Phong cầm viên thuốc nhìn một chút, rồi do dự nói, tôi làm vậy có phải là không hay lắm không? Trương Dương nói, dù sao thứ này tôi cũng đưa cho anh rồi, anh có làm hay không tùy anh. Anh thử nghĩ mà xem, giờ đây anh và Trương Duệ Dung đã đến lúc sắp kết hôn, nhưng anh vẫn không biết gì về gia đình cô ấy, thứ khác thì không nói, nhưng Trương Bích Quân thật sự không đơn giản, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù là bà ấy không có ác ý gì với anh, nhưng cũng phải xem rốt cuộc bà ấy muốn làm gì, Trương Duệ Dung chỉ có một người cô là bà ấy, nếu như anh phục vụ bà ấy không tốt, thì đừng nghĩ đến việc cưới Trương Duệ Dung. Thường Lăng Phong dường như đã bị lay động, Lúc này Trương Duệ Dung cuối cùng đã gọi điện thoại đến, cô đã về tới khách sạn, nhưng phát hiện ra Thường Lăng Phong không ở đó. Thường Lăng Phong nói, anh sẽ về ngay. Đặt điện thoại xuống, gã nói với Trương Dương, Duệ Dung về rồi, tôi phải về đây. Trương Dương nói, việc này anh xem nên làm thế nào, còn nữa, nhất định không được nói những chuyện ngày hôm nay cho Trương Duệ Dung. Thường Lăng Phong gật đầu, rồi đẩy cửa xe đi xuống. Trong một chiếc xe Zeta màu ghi không xa ở đằng sau, tang bối bối đang quan sát tất cả hành động của Thường Lăng Phong, người ngồi đằng sau, đó chính là người mặc áo đen vừa rồi theo dõi Thường Lăng Phong đang dùng khăn lau vệt máu. Gã không ngừng kêu khổ, người đó là ai chứ? Mẹ kiếp thật khốn nạn, đã nói là giả vờ thôi, mà anh ta đấm ngay vào mặt tôi, mũi bị anh ta đấm lệch cả rồi, còn nhét một viên thuốc vào miệng tôi, nếu như cô sớm nói với tôi, thì dù chết tôi cũng không làm, Tang Bối Bối lấy ví tiền ra, rút ra 3 tờ tiền, rồi đưa cho người áo đen, "Đây là phí tổn thất của anh, anh đi xa đi cho tôi." Người áo đen nhận tiền, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Tang Bối Bối đợi khi gã đã đi xa, cũng xuống xe, đến bốt điện thoại công cộng ven đường gọi cho Trương Dương. Hai người hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe tàu điện ngầm ở đằng trước. Trương Dương vừa đỗ xong xe, Tang Bối Bối đã bước đến, kéo cửa xe chui vào trong hôm nay tang bối bối đã đóng giả kiểu khác nhuộm tóc vàng mặc một bộ đồ bó sát màu đen trong tay còn cầm một điếu thuốc vừa đi vừa hút trông như một cô gái xã hội không tốt vậy lên xe trương dương cô gỡ cặp kính đen rồi mỉm cười làm xong việc rồi sao trương dương nói còn chưa biết tôi đã đưa đồ cho anh ta rồi anh ấy chưa đồng ý làm tang bối bối nói tôi nghĩ vấn đề không lớn trương đại quan nói cô nghĩ à cô còn không quen anh ta Tang Bối Bối nói, mặc dù tôi không quen anh ta, nhưng tôi biết con người đều rất hiếu kỳ. Trương Dương nói, Thường Lăng Phong là người rất bình ổn, anh ta không hiếu kỳ đến vậy. Có một điểm Trương Dương đã nghĩ nhầm, con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, đặc biệt là khi liên quan đến lợi ích bản thân, Thường Lăng Phong cũng không ngoại lệ, khi về đến khách sạn, Trương Duệ Dung đã đợi ở đó rồi. Thấy Thường Lăng Phong trở về, Trương Duệ Dung liền hỏi, anh đi đâu vậy? Thường Lăng Phong nói, vừa rồi khi đi ra ngoài ăn cơm anh có gặp phải Trương Dương, rồi nói chuyện mấy câu, anh ấy còn bảo buổi tối mời chúng ta đi ăn cơm nữa. Trương Duệ Dung nói, sao đi đến đâu cũng gặp phải anh ta thế nhỉ? Thường Lăng Phong cười nói, anh cũng đang thấy lạ đây, kinh thành rộng vậy mà cũng gặp được. Gã thầm quan sát thay đổi trong nét mặt Trương Duệ Dung. Trương Duệ Dung nói, em đã hẹn với cô em rồi, tối nay sẽ cùng ăn cơm. Thường Lăng Phong nói, vậy thì đến tử kim cắt đi trương duệ dung gật đầu thường lăng phong phát hiện ra cô không vui lắm liền đến bên ôm lấy vai cô và nói cô em nói thế nào trương duệ dung thấp giọng cô không nói gì cả thường lăng phong cảm nhận được trương duệ dung không nói thật cô ấy đi lâu vậy nhất định đã nói chuyện với trương bích quân chỉ là cô ấy không muốn nói cho thường lăng phong mà thôi thường lăng phong nói duệ dung em có nhắc đến chuyện kết hôn của hai chúng ta không trương duệ dung nói em nói rồi cô em nói thế nào thường lăng phong nói đầy kỳ vọng trương duệ dung lắc đầu đáp cô chẳng nói gì cả thường lăng phong và trương bích quân chưa từng gặp mặt chính thức buổi tối hôm đó gã chọn tử kim các để mời trương bích quân gã biết rằng từ nhỏ trương duệ dung đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trương bích quân là người nuôi dưỡng cô nên người trong lòng trương duệ dung cô mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời vì vậy ý kiến của trương bích quân rất quan trọng với họ trương bích quân đến ăn cơm một mình vừa vào cửa thường lăng phong đã bước đến giúp bà ấy cởi áo khoác ngoài trương duệ dung cười điềm đạm bà ta đã rất hiểu về thường lăng phong trương duệ dung đi lên khoác tay thường lăng phong và nói cô đây là lăng phong trương bích quân gật gật đầu từ thái độ trên mặt bà ấy rất khó đoán được bà ấy đang nghĩ gì thường lăng phong đã chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện này gã giúp trương bích quân khoác áo lên giá nhân lúc bà ấy không chú ý liền ấn máy theo dõi lên trên máy theo dõi rất nhỏ, thường Lăng Phong lại đặt ở chỗ khuất, có lẽ rất khó để phát hiện ra. Trương Bích Quân nhìn thường Lăng Phong, ánh mắt của bà ta bình tĩnh mà đầy lý trí, như nhìn thấu tâm can thường Lăng Phong vậy. Thường Lăng Phong cũng đã quen, gã ngồi đối diện với Trương Bích Quân, mỉm cười nhìn bà ta, không tỏ thái độ sợ hãi gì, gã đưa thực đơn cho Trương Bích Quân rồi nói, "Cô Trương, cô xem có món gì cô thích ăn không?" Trương Bích Quân nói, "Cậu tự chọn đi." Thái độ của bà ấy không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiết làm thường lăng phong cảm thấy xa cách trương duệ dung chủ động lấy thực đơn cô gọi món rồi đưa cho người phục vụ thường lăng phong nói uống chút gì nhỉ trương bích quân nói tôi không uống rượu uống nước lọc đi thường lăng phong không giỏi điều tiết không khí trương bích quân lại rất ít khi chủ động nói chuyện nên không khí khá lạnh lùng trương duệ dung nói cô à lăng phong có chuyện muốn nói với cô trương bích quân cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói tiểu thường cậu vẫn đang làm việc ở khu đô thị mới Đông Giang sao? Thường Lăng Phong gật đầu rồi nói, vâng. Trương Duệ Dung nói, gần đây Lăng Phong rất bận, việc lớn việc nhỏ bên khu đô thị mới đều đến tay anh ấy, lần này khó khăn lắm mới xin nghỉ được. Trương Bích Quân nói, người trẻ tuổi chú trọng vào sự nghiệp là một việc tốt, nhưng lúc còn trẻ hãy cống hiến chút cho đất nước, những việc khác có thể để sang một bên. Thường Lăng Phong nghe bà ấy nói vậy, trong lòng đột nhiên trở nên trầm tư, những lời này của Trương Bích Quân rõ ràng có thâm ý, bà ấy đã biết được lần này gã đến đây là để xin phép bà ấy đồng ý hôn sự giữa gã và Trương Duệ Dung, nói như vậy chẳng phải chặn luôn đường mở lời của gã sao. Trương Duệ Dung nói, cô à, dạo này cô có bận không? Trương Bích Quân nói, vẫn là những việc đó thôi, không bận lắm. Lúc này người phục vụ bê đồ ăn lên, thường lăng phong nhấc cốc rượu lên nói, cô Trương, cảm ơn cô đã cực khổ chăm sóc Duệ Dung bao năm nay cháu luôn muốn đến thăm cô, nhưng công việc bên khu đô thị mới Đông Giang vừa mới bắt đầu, thật sự là không bỏ được, vì vậy cứ bỏ lỡ đến bây giờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1465.